Tống Khương, đại thiếu gia duy nhất của nhà họ Tống, nổi tiếng là người đàn ông lạnh lùng, lạnh khốc. Anh bị ám ảnh bởi các cô gái săn đón mà từ đó vô cùng ghét nữ nhân. Anh tuyên bố cả đời sẽ đi theo chủ nghĩa độc thân. Ấy thế nhưng, sự việc đã thay đổi kể từ khi anh gây tai nạn trên đường. Bởi sau vụ tai nạn đó mà anh bỗng dưng vớ được một cô vợ từ trên trời rơi xuống. Ban đầu vì anh ấy mà anh đem cô về nhà. Sau ngày ngày tiếp xúc, Tống Khương bị tình yêu quật ngã lúc nào không hay. Quá trình thu phục cô gái nhỏ sẽ diễn ra thế nào đây? Quý vị thân mến, để biết nội dung chi tiết câu chuyện thì ngay sau đây, Thanh Hằng xin mời quý vị cùng đón nghe nhé. Như thường lệ, quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe chuyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chú ơi, quần áo của chú. Cô gái nhỏ thẹn thùng, chậm rãi đưa đồ cho người đàn ông trước mặt, khuôn mặt cô đỏ như trái ớt, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tống Khương không vui cầm lấy quần áo, hắn cầm lấy cổ tay Hứa Mạn, một phát gọi lẹ kéo cô vào lòng. Chú bé cưng. Giọng nói trầm khàn đầy từ tính vang lên, thoảng chốc đã hút mất hồn cô. Tôi đã nói gì em không nhớ sao? Hứa Mạn xa mặt mỏng cho nên bị trâu chọc một cái liền sẽ đỏ mặt, mà Tống Khương lại vô cùng yêu thích dáng vẻ ngượng ngùng của thỏ nhỏ nhà mình. Hứa Mạn không nhớ ký ức trước đây, cô chỉ biết mở mắt tỉnh dậy ở bệnh viện, người đầu tiên cô ý thức được là hắn, người cô mang chăm sóc cô cũng là hắn. Cô nép vào lồng ngực hắn, ấp a ấp úng nói. Nhưng mà... Bạn nắm tay, ôm ấp sẽ mang thai. Tôi ôm em như vậy, chắc chắn dính rồi. Tống Khương cười cười, tiếp tục lừa gạt cô gái nhỏ. Hắn không tin cô không bị lừa. Cho nên, em nhất định phải chịu trách nhiệm với đời trai của tôi. Ngoan, gọi một tiếng. Chồng. Hứa Mạn hít hít cái mũi, ngại đến mức úp mặt vào lồng ngực hắn. Chồng ơi. Việc con trai duy nhất của nhà họ Tống, Tống Khương lấy vợ đã trở thành một hiện tượng trên các trang mạng xã hội, lan rộng khắp Kinh Bắc Thành chỉ sau một đêm. Thế nhưng, cô vợ hào môn trong truyền thuyết ấy vẫn chưa từng lộ diện, không ai biết chân dung cô gái may mắn ấy ra sao, thế nào, xinh đẹp hay không. Số người may mắn được nhìn thấy dáng vẻ của cô gái thần bí kia có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ việc mất trí nhớ, cô bé đã khôi phục rất tốt. Thiệu Phong để kính, cầm lấy tập tài liệu, chậm rãi lật đi lật lại, sau đó mới đưa ra nhận xét của bản thân. Nghe được lời này, cơ mặt Tống Khương mới giãn ra, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, không để lại di chứng sau tai nạn là tốt rồi. Còn về việc mất trí nhớ, hắn có thể từ từ giúp cô lấy lại. Mà kể ra cũng hay thật đấy. Thiệu Phong xoa xoa cái cằm để cô nghỉ, cười cười. Mày tông trúng người ta thì thôi đi, sao lại còn trúng tiếng sét ái tình nữa chứ? Còn cái gì mà ông đây đi theo chủ nghĩa độc thân, tuyệt không hối hận. Lừa đảo cả, mẹ kiếp, giờ thì hay rồi, chỉ còn có ông đây là ế trọng mông thôi. Ban đầu, bộ ba thiếu gia nổi tiếng khắp Kinh Bắc, gồm Mạc Đình Cảnh, Tống Khương và Thiệu Phong không hẹn mà cùng đi theo chủ nghĩa độc thân. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Đình Cảnh lại quay phát 180 độ, có cả vợ đẹp lẫn con xinh. Bây giờ lại đến lượt Tống Thiếu quẻ lừng, Thiệu Phong hận không thể lao đến đấm vài cái cho hả giận. Cụ may lượng tâm và cái tôi nghề nghiệp của Thiệu Phong quá lớn, cho nên ý định kia mãi vẫn chưa trở thành hiện thực. Nhận ra thái độ đầy bực sọc của người anh em, hắn thấp giọng cười một tiếng, chậm rãi lên tiếng. Không biết được, tình yêu quá sớm mà. Người tính không bằng trời tính, hắn cũng đâu thể ngờ bản thân lại đem lòng yêu một cô gái, còn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếng sét ái tình là thứ hắn coi thường nhất. Thế nhưng, gặp phải rồi, tự vả cũng thật đau. Bà xã từ trên trời rơi xuống, món quà này hắn đương nhiên sẽ giữ thật chặt. Không sợ cô bé ấy lấy lại ký ức sẽ phủi mông,
cong đuôi bỏ chạy hả? Sẽ không. Tống Khương trầm giọng. Tôi sẽ không để em ấy chạy thoát đâu. Thiệu Phong thầm than trong lòng, lún quá sâu vào tình yêu, bây giờ quay đầu đã không còn kịp nữa rồi. Thiệu Thiếu chỉ có thể chúc phúc cho đôi vợ chồng này sẽ mãi mãi bền lâu, không xảy ra bất cứ chuyện gì mà thôi. Vỗ vỗ vai Tống Khương, Thiệu Phong nói lời chào tạm biệt, sau đó nhanh chóng rời đi. Người ta đều có vợ cả rồi, anh ở lại làm kẻ dư thừa cũng không được trả tiền thủ lao, chi bằng về bệnh viện kiếm tiền cho rồi. Tống Khương cho người điều tra với Hướng Mạn, sau khi nhận được kết quả, hắn lại không muốn trả cô về cho gia đình cô nữa. Hướng Mạn là cô nhì, từ bé đã không biết mặt cha mẹ ruột, cô được nhận vào một gia đình có tiếng trong thành phố bởi chủ nhân gia đình đó cho rằng vợ mình vô sinh. Cho đến khi cha mẹ nuôi có đứa con đầu lòng, cô liền trở thành người không được yêu thương. Bất cứ việc gì cũng phải nhìn sắc mặt cha mẹ mà làm, bất cứ điều gì cũng phải nhường nhịn em, không được tỏ ra bản thân là người giỏi giang, hiểu biết, không được sống là chính mình. Cho nên Hướng Mạn luôn cảm thấy khó thở. Áp lực chồng chất, cô tìm đến mạng xã hội để giải tỏa, đem tất cả tâm tư và nỗi lòng gửi gắm vào từng con chữ, tự viết lên câu chuyện của riêng mình. Rất may, bộ truyện ấy lại được đón nhận, nhân vật chính được thấu hiểu và đồng cảm. Thế nên Hướng Mạn dần chìm đắm trong thế giới ảo, trong vòng an toàn cô tự tay xây lên. Nhìn tên bộ truyện, lại nhìn thấy bút danh người viết, đôi mày kiếm của Tống Khương nhíu chặt. Cái tên này hình như có chút quen thuộc, hắn giống như đã từng nghe qua, nghe từ mẹ của mình. Để kiểm chứng, Tống Khương rút điện thoại ra, không chút do dự gọi điện cho người mẹ đang ở đất Pháp. Qua vài ba hồi chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Ôi, gì vậy? Này quý công tử, là chủ động tìm đến bà già này sao? Tống Khương trực tiếp bỏ qua lời nói đầy đùa cợt của mẹ, đi thẳng vào vấn đề chính. Mẹ, tác giả tiểu thuyết mạng yêu thích của mẹ có phải là Mạn Thuật không? Ôi trời, bây giờ còn nhớ cả tên thần tượng của mẹ nữa sao? Nghe được lời này, Tống Khương đã có được đáp án cho thắc mắc trong lòng. Hắn thở phào một hơi. Với thân phận này của Hướng Mạn, mẹ hắn chắc chắn sẽ yêu thích cô. Hắn sẽ không phải lo gia đình hắn ghét bỏ cô nữa. Hiện tại cô ấy đang ở chỗ con, mẹ muốn gặp, vậy thì phải nhanh lên. Để lại lời nói đầy thầm ý, Tống Khương cúp máy không chút chần chừ. Nếu còn tiếp tục trò chuyện, e là bà sẽ lại nhồi nhét vào đầu óc hắn đủ điều về thế giới ngôn tình lý tưởng hóa. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đau đầu. Bé cưng, em đã gọi sai rồi. Tống Khương nhíu mày nghiêm giọng nhắc nhở. Cô gái nhỏ của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng nhỏ xinh là không. Hướng Mạn bị nhắc nhở lên đỏ mặt, bối rối gật đầu, nhanh chóng sửa lại cách xưng hô, khóe miệng dương lên vẽ thành một nụ cười hài lòng. Hắn chậm rãi hỏi, em gọi có chuyện gì? Nhớ tôi rồi hửm? Không, không phải. Hướng Mạn quấy lên xua xua tay, sao người đàn ông trước mặt lại không đứng đắn như thế chứ? Dáng vẻ đáng yêu này của cô tất nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của hắn, thu tất cả vào tầm mắt. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, cổ họng hình như có chút khô khốc rồi. Chỉ có thể nhìn cô qua một màn hình nhỏ, hắn lại càng không vui. Nhìn cái má đang đỏ lên, hắn đột nhiên nhớ đến xúc cảm khó tả khi lần đầu chạm vào. Mềm mềm, trơn nhẵn, rất mê người. Không phải, vậy em gọi tôi làm gì? Cháu đến tháng, nhà không có cái đó nên... Cái gì? Cái đó mà cô nói chắc chắn là thứ mà hắn không muốn đụng đến nhất. Điều đầu tiên trong danh sách đen của Tống Khương chính là băng vệ sinh. Nhưng mà có lẽ hiện tại và sau này điều tối kỵ ấy sẽ chẳng còn nữa. Thở dài một hơi, hắn gật đầu. Sau khi căn dặn cô ở yên trong phòng, đừng có chạy lung tung, hắn liền tắt máy, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Bà quản gia tất nhiên cũng sẽ khó xử về việc này, lại nghĩ đến dáng vẻ gây đàn tức ở của hắn nếu bác đụng tay đụng chân vào phi vụ lần này. Cho nên bác quyết định không đi mua,
Thay vào đó là gợi ý cho Hướng Mạn tìm đến sự giúp đỡ của Tống Khương. Vậy nên hiện tại, vị tổng tài cao cao tại thượng nào đó mới phải phóng xe như bay đến cửa hàng tiện lợi, mau chóng mua băng vệ sinh về cho cô gái nhỏ của mình. Tại cửa hàng tiện lợi, Tống Khương từ trong xe bước ra, trên người khoác áo màng tô tối màu, đeo khẩu trang, đội mũ che gần hết khuôn mặt. Chắc chắn không ai nhận ra mình, hắn mới chậm rãi để cửa đi vào. Vừa bước vào, hắn đã lập tức lên tiếng hỏi. Cho hỏi, băng vệ sinh ở chỗ nào? Nữ nhân viên không khỏi đỏ mặt trước giọng nói trầm khàn đầy tư tính của Tống Khương. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào vóc dáng và giọng nói cũng đủ căn cứ để suy đoán ra nhan sắc của hắn. Cô gái khẽ ho một tiếng, lấy lại nụ cười công nghiệp, chuyên nghiệp trả lời. Nó nằm ở quầy hàng hướng đông, chắc anh lần đầu đến đây, tôi có thể giúp anh tư vấn chứ? Ban đầu, Tống Khương hơi lưỡng lự một chút, bởi hắn không muốn tiếp xúc quá gần với phụ nữ, ngoại trừ một người. Thế nhưng, nghĩ đến dáng vẻ chật vật của bản thân, khi phải đau đầu lựa chọn, lại nghĩ đến Hướng Mạn đang ở nhà, hắn liền không chút do dự gật đầu. Tại quầy hàng hướng đông, nữ nhân viên chăm chú giới thiệu từng loại băng vệ sinh, bao gồm cả ưu nhược điểm, thao thao bất tuyệt, không biết trời chăng. Xong, nữ nhân viên hỏi, anh đã chọn được loại băng mình muốn chưa vậy? Lấy hết đi. Tống Khương lần đầu đi mua cái này, cái gì cũng không rõ, cũng không biết loại băng Hướng Mạn hay dùng, chọn bừa một loại, e rằng lúc dùng sẽ dẫn đến không thoải mái, cho nên hắn không dám làm liều. Chỉ bằng mua tất cả để cô tự mình chọn, yêu thích loại nào hắn sẽ ghi nhớ, lần sau đi mua sẽ không cần vất vả nữa. Nữ nhân viên tỏ ra hơi kinh ngạc trước câu trả lời của Tống Khương, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy mỗi loại một ít cho hắn. Đóng gói xong xuôi, hắn quẹt thẻ, sau đó liền rời đi, cả quá trình đều không để lộ mặt. Mà nữ nhân viên nhìn thấy tấm thẻ đen quyền lực sớm đã sốc đến phát ngốc. Là thẻ đen đấy, phải biết cả thành phố Kinh Bắc này số người sở hữu tấm thẻ quyền lực ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này lại gặp được một nhân vật quyền thế như vậy, đúng là quá đỗi may mắn. Khoảng nửa tiếng sau, Tống Khương đã có mặt ở nhà, vứt áo màng tô lên trên thành ghế sofa. Hắn đi thẳng lên lầu, để cửa phòng mình bước vào, đập vào mắt hắn là cảnh tượng khiến ai thấy cũng phải xiêu lòng. Cô gái nhỏ của hắn mặc bộ đồ ngủ thỏ trắng, cả người nhỏ bé ẩn sau tấm chăn mỏng cuộn tròn lại thành một cục bông. Hướng Mạn hơi run lên, hắn không biết vì sao lại thế. Em sao vậy? Ngồi xuống bên giường, Tống Khương dịu giọng hỏi. Hướng Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi hơi tái nhợt, đôi mắt sáng người đã thấp thoáng ánh nước. Cô sụt xịt, tủi thân lên tiếng. Chú đi lâu quá, cháu tưởng mình bị bỏ rơi. Chú, bụng rất đau, rất khó chịu. Đau bụng sao? Quả ra đâu, sao em không gọi ông ấy hả? Tông giọng của Tống Khương đột nhiên cao lên vài phần, Hướng Mạn thậm chí còn nghe ra được sự tức giận trong lời nói của hắn. Cô vươn tay, nắm lấy bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng của hắn, nhỏ giọng. Cháu không muốn làm phiền ông. Cho nên, em để mình bị đau à? Cháu... Hướng Mạn rơi vào thế bí, không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể mím môi cúi đầu. Dáng vẻ thỏ con ngoan ngoãn, khả ái, nhu thuận, khiến lửa giận trong lòng Tống Khương hạ nhiệt. Hắn thở dài một hơi, xoa đầu cô, dặn dò. Sau này, không được như vậy nữa, biết chưa? Dạ. Băng đều mua cho em cả rồi, để trong phòng vệ sinh, tự vào xử lý đi, tôi giúp em chuẩn bị quần áo. Dạ. Hướng Mạn vào phòng vệ sinh, nhìn thấy một túi ni lông màu đen to đến đáng ngờ, liền nổi lên nghi hoặc trong lòng. Chỉ là băng vệ sinh thôi mà, vì sao lại nhiều như thế chứ? Mở túi kiểm tra, khóe miệng cô giật giật mấy cái. Chú Tống này đúng là giàu đến mức phung phí tiền nong, nhận nuôi cô vô điều kiện thì thôi đi, bây giờ ngay cả mua băng vệ sinh cũng khoa trương như vậy nữa. Đúng là thế giới của người giàu có khác. Một người ngay cả ký ức
cũng không có như cô, thật sự không thể hiểu được. Hướng Mạn lắc lắc đầu nhỏ, gạt bỏ mọi suy nghĩ viển vông trong đầu óc. Những thứ đau đớn như vậy, cô không nên để tâm nhiều mới phải. Bây giờ, mỗi lần cố nhớ lại chuyện quá khứ, đại não cô lại đau như búa bổ vậy. Một lát sau, Hướng Mạn mở cửa phòng vệ sinh, hó liên tục mấy cái, thẹn thùng lên tiếng. Chú, quần áo... Tống Khương đi đến, đưa quần áo cho Hướng Mạn, tiện thể hỏi. Trong bằng đấy loại, em thích loại nào? Không biết em dùng loại gì, cho nên tôi mới mua tất cả. Hướng Mạn đỏ bừng, nóng đến độ muốn tan chảy. Cháu không kén chọn, loại nào cũng được à? Sau này, chú đừng phung phí tiền nữa nhé. Sẽ nhanh nghèo lắm đó. Dứt lời, Hướng Mạn liền cầm lấy quần áo, sau đó mạnh bạo đóng cửa. Vừa nhìn, Tống Khương liền biết thỏ con nhà hắn lại ngại ngùng nữa rồi. Đáng yêu như vậy, thật muốn giấu đi, sau đó từ từ thưởng thức. Tống Khương ngồi trên giường, tranh thủ thời gian lên mạng tra cứu phương pháp giảm đau trong kỳ kinh nguyệt. Bà cưng của hắn đau như vậy, hắn cũng cảm thấy đau lầy. Sau khi chọn được một số cách khả quan, Tống Khương liền gọi quản gia đến, căn dặn chuẩn bị túi trường, nước trà gừng ấm và thuốc giảm đau. Ba quản gia gật đầu, sau đó liền sao cho giúp việc đi mùa ngày. Dù sao, đối tượng thiếu gia của ông chăm sóc tận tụy như vậy cũng là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Tống, không thể chậm trễ được. Qua đây. Chú, cái gì vậy? Hướng Mạn chậm rãi đi đến bên giường, sự chậm chạp của cô khiến Tống Khương mất kiên nhẫn. Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi vào lòng mình. Hắn cất giọng trầm ấm. Em uống thuốc hay uống trà gừng? Không, không uống, được không chú? Một cái là thuốc, chắc chắn rất đắng. Một cái là trà gừng, dù chưa thử qua, nhưng nghe tên thôi cũng khiến Hướng Mạn tránh xa rồi. Tống Khương hạ mắt rũ mì, nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Một cái nhìn cũng đủ dọa cô rụt cổ lại. Hướng Mạn bị uy áp của hắn làm cho sợ hãi, cảm thấy nếu bản thân còn không chịu chọn một trong hai, vậy hắn sẽ bắt cô uống cả hai thứ. Hít sâu một hơi, cô cam chịu, ấm ức lên tiếng. Trà gừng, chú, cho uống trà gừng. Nghe được câu trả lời vừa ý, cơ mặt Tống Khương lúc này mới chịu giãn ra. Hắn cúi đầu, cẩn thận đặt lên trán Hướng Mạn một cái hôn, vừa giống như an ủi, lại vừa giống như cổ vũ. Vườn tay cầm lấy ly trà gừng vẫn còn vương hơi ấm, đưa đến trước mặt cô. Hắn dịu giọng dỗ dành. Ngoan, uống vào mới không đau bụng nữa. Hướng Mạn gật gật đầu nhỏ, chậm rãi cầm lấy ly trà gừng, ngoan ngoãn đưa lên miệng, nhấp thử một ngụm. Đôi mày thanh tú nhanh chóng nhíu chặt lại. Cô đưa ly trà ra xa, biểu cảm nhăn nhó đầy ghét bỏ. Chú, cay. Tống Khương xoa nhẹ lưng Hướng Mạn an ủi. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể tiếp sức cho cô mà thôi. Phải uống, cô mới khá lên được. Một ly trà gừng không có tính sát thương, hắn tin chắc thỏ con nhà hắn sẽ làm được. Quả nhiên, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hướng Mạn đã nuốt xuống ngụm trà cuối cùng, đưa cái ly rỗng cho hắn. Cơ mặt cô cuối cùng cũng chịu giãn ra. Cay quá, sau này cháu không uống nữa đâu. Không được. Tống Khương không chút do dự lên tiếng, nghiêm khắc cự tuyệt yêu cầu của Hướng Mạn. Kỳ kinh nguyệt là một vòng lặp, hầu như tháng nào cũng sẽ có, cho nên nếu cô không chịu uống, vậy thì sẽ bị cơn đau hành hạ. Mà hắn thì không thể đứng ngoài làm ngơ việc này được. Mỗi một tháng uống trà gừng hoặc là uống thuốc, em chọn đi. Chú, làm nũng cũng vô dụng. Hướng Mạn hít hít cái mũi vì ấm ức mà đã trở nên đỏ ửng, cúi đầu cố chậm di di chấp nhận hiện thực. Vậy uống trà gừng. Đối với những người sợ phải uống thuốc giống như Hướng Mạn, trừ phi là trường hợp bất khả kháng, nếu không có cho tiền cũng không bao giờ chịu uống thuốc. Tống Khương nhận được câu trả lời này, khóe miệng chậm rãi dừng lên, vẽ thành một nụ cười hài lòng, ôm cơ thể Hướng Mạn đặt xuống giường. Hắn vén áo của lên, để lộ vòng eo nhỏ nhắn cùng làn da trắng nõn, vô cùng kích thích đôi mắt.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, cổ họng đột nhiên trở nên khổ khốc. Mẹ kiếp, giống như đang tra tấn tinh thần chính mình vậy. Cố gắng đem suy nghĩ không đứng đắn của mình áp xuống, Tống Khương thở ra một hơi nặng nề, cất giọng khàn khàn. Nằm yên, tôi mát xa bụng dưới cho em. Chú, vậy... đừng sờ, kỳ quá. Khương Mạn dùng tay bịt miệng nhỏ, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh quái lạ nào. Cơ thể mẫn cảm theo từng đụng chạm nhỏ của Tống Khương mà run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối đều không có trốn tránh, ngoan ngoãn để hắn mát xa. Tống Khương cười thầm trong lòng, ngoan ngoãn như vậy, dễ nuôi như vậy, mát nhìn người của hắn thật quá tốt. Ngày đó gây tai nạn giao thông, hắn cho rằng bản thân ra đường vô tình đạp phải bãi phần chó, nào ngờ hắn lại kiếm được một cô vợ nhỏ xinh đẹp lại dịu dàng. Tống Khương ngồi trên giường vuốt ve khuôn mặt khả ái của Hướng Mạn, hai mắt cô nhắm chặt, cả người cuộn lại trong chăn mỏng. Mới chỉ mát xa một chút, cô đã lăn ra ngủ rồi, quả là ham ngủ. Hắn thấp giọng cười một tiếng, tiếng cười rù rượi như tiếng đàn dương cầm vang vọng trong không gian yên tĩnh. Nếu cô nghe thấy, nhất định sẽ lại đỏ mặt. Rút điện thoại trong túi quần ra, hắn nhấn số gọi điện cho thư ký riêng. Chủ tịch, anh có gì phân phó sao ạ? Tìm cách liên lạc với cha mẹ nuôi của Hướng Mạn, tôi muốn nói chuyện. Vâng ạ. Nếu cha mẹ nuôi không thể cho Hướng Mạn một cuộc sống tốt đẹp, vậy hắn sẽ giải thoát cô khỏi bọn họ, cho cô một cuộc sống lý tưởng hơn. À, cũng phải dạy dỗ bọn họ cách làm người tốt đúng nghĩa. Tối hôm đó, tại quán bar trung tâm thành phố. Cái gì? Thiệu Phong đứng bật dậy, không tin vào tai mình. Hai mắt anh ta mở to, kinh ngạc lên tiếng. Mày muốn mua cô bé ấy hả? Từ chính tay cha mẹ nuôi luôn sao? Dù sao bọn họ cũng đâu có yêu thương gì cô ấy. Tống Khương nuốt xuống một ngụm rượu, chậm rãi trả lời, thứ dịch lòng cay xè khiến dạ dày hắn cuộn trào. Đắng nhưng lại không thể ngừng, giống như khi hắn yêu cô vậy, không thể nào ngừng nghĩ về cô. Ngay hôm sau, Hướng Mạn ngủ một mạch đến khi trời sáng, chẳng biết trời trăng gì cả, ngay cả việc Tống Khương rời giường từ lúc nào cô cũng không rõ. Chỉ biết khi tỉnh lại, phần nệm bên cạnh đã lạnh ngắt, không vương chút hơi ấm nào. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hướng Mạn đi xuống tầng, phát hiện ra trong nhà có thêm một vị khách lạ, mà hình như vị khách này có quan hệ rất tốt với nhà họ Tống, tốt đến mức ngay cả quản gia khó gần cũng nói chuyện hòa nhã. Hướng Mạn mấp mé môi mỏng, nhỏ giọng nói: "Chào buổi sáng, bác và cô." Giọng nói ngọt lịm như vậy, thanh thoát và dễ nghe vang lên, thành công thu hút sự chú ý của hai người trước mặt. Bác quản gia ngẩng đầu, mỉm cười đầy hiền hậu, chẳng giống bác lúc cô mới gặp chút nào, rất đáng sợ. "Chào buổi sáng, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng ngay." Nói xong, bác quản gia liền rời đi, để lại Hướng Mạn và vị khách lạ mặt khiến cô lúng túng vô cùng. Cô đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, vị khách kia khẽ thở dài một tiếng, vẫy tay với cô. "Qua đây ngồi đi." "Vâng." Bước nhanh đến bàn tiếp khách, Hướng Mạn cẩn thận ngồi xuống ghế sofa đối diện, cúi đầu không dám nhìn thẳng người kia. Cô rất nhát người lạ, đây là sự thật, không ai có thể phủ nhận. Tâm lý tự ti, nhút nhát này là vì tuổi thơ không mấy tốt đẹp mà hình thành. "Cô bé, tôi là mẹ của thằng Khương, con không cần phải căng thẳng như vậy. Có bản lĩnh đặt chân đến nơi này lại còn có thể ở lại qua đêm, chắc chắn không phải người bình thường." Trong lòng Tống Khương, cô gái nhỏ này nhất định phải có một vị trí quan trọng. Cho nên Lệ Tuyết liền suy đoán. "Có là bạn gái của nó phải không?" Hướng Mạn giật mình, sửng sốt trước câu hỏi của bà. Bạn gái đến cô còn không biết trong lòng hắn cô là gì. Một người nhát gan như cô, ngay cả trí nhớ cũng không có, rốt cuộc ai sẽ xem trọng cửa chứ? Hắn nuôi cô, phải chăng là vì cảm thấy áy náy khi đã tông phải cô? Có lẽ ngay khi cô khôi phục trí nhớ, hắn sẽ vứt bỏ cô đi. Hướng Mạn cười nhạt,
lắc lắc đầu nhỏ, phủ nhận. Không ạ, con chỉ là... Là gì? Thân phận của cô là gì trong căn nhà này? Con ở ư? Cô không biết. May thay, ngay lúc không biết nên trả lời thế nào, giọng nói của bác quản gia đã chuyển đến, cứu nguy cho Hướng Mạn. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy, mời Lệ Tuyết cùng vào ăn sáng với mình. Chỉ là sau khi làm ra hành động này, cô lại cảm thấy bản thân thật ngốc. Hiện tại, người đứng trước mặt cô mới là chủ căn nhà này. Lệ Tuyết bật cười trước dáng vẻ bối rối đến quýnh lên của Hướng Mạn, nắm lấy tay cô, bà kéo cô vào trong phòng ăn. Mau đi thôi, để lâu, đồ ăn sẽ nguội mất. Vâng, vâng ạ. Trên bàn ăn, Lệ Tuyết thao thao bất tuyệt mà hỏi Hướng Mạn, dường như không một chút người nghỉ. Có thích ăn thịt gà không? Có thích uống sữa không? Có dị ứng với món nào không? Có ăn được hành tây hay lá thơm nào không? Hướng Mạn ngồi ở bên cạnh ăn bữa sáng mà trái tim như muốn rơi xa khỏi lồng ngực. Ăn uống thế này áp lực quá, cô thật sự nuốt không trôi. Hướng Mạn cười trừ. Bác, một lát nữa chúng ta thảo luận vấn đề này được không ạ? Con thấy nếu con không ăn, thức ăn sẽ nguội mất. Ăn đi. Lệ Tuyết cười gượng một cái, xua xua tay nói. Bà kích động như vậy chẳng phải vì phát hiện ra cô bé bên cạnh chính là thần tượng của mình bấy lâu nay sao? Tống phu nhân tuy đã có tuổi, song tâm hồn vẫn còn là một thiếu nữ, đam mê tiểu thuyết ngôn tình là không thể dứt ra được. Một lần lướt mạng xã hội, vô tình lướt trúng bài đăng của Hướng Mạn, đọc những cổ văn thấm đẫm nét buồn, sẽ lẫn chút ủ tối, khiến bà đắm chìm lúc nào không hay. Thế giới ngôn tình đem đến một thế giới lý tưởng, mà thế giới trong tiểu thuyết của Hướng Mạn lại phản ánh hiện thực cuộc sống, phản ánh những vấn nạn xảy ra ngay bên cạnh mỗi chúng ta, bạo lực học đường, phân biệt chủng tộc. Thế nên Lệ Tuyết liền trở thành một trong những người hâm mộ ít ỏi ngày đó của Hướng Mạn, mà cô thì vẫn chẳng hay biết chuyện gì. Đứng ngoài cửa nhìn Hướng Mạn lên xe xuất phát đến Tống thị, Lệ Tuyết liền buông câu hỏi. Ngày nào con bé cũng phải đem bữa trưa cho thằng Khương hả? Vâng, thiếu gia bảo làm vậy để hâm nóng tình cảm ạ. Vớ vẩn, đấy rõ ràng là bắt nạt con dâu của tôi. Lệ Tuyết hừ lạnh một tiếng. Cô con dâu này bà chấm chắc rồi, còn việc cha Tống có đồng ý hay không không quan trọng, bởi vì ông ấy chẳng có chút tiếng nói nào trong gia đình cả. Tống phu nhân đi vào nhà, vừa đi bà vừa nói. Ông vào đây kể chi tiết sự việc xảy ra thời gian gần đây cho tôi, cả việc vì sao con dâu tôi thành ra thế này nữa, kể toàn bộ. Vâng. Phu nhân à, hai chữ con dâu hình như bà gọi đến thuận miệng luôn rồi. Hướng Mạn bước vào Tống thị, bởi vì đã đến đây nhiều lần cho nên cô rất quen đường, tiếp tân nhìn cô cũng đã quen mắt, chỉ biết ngày nào cô cũng đem cơm đến cho chủ tịch đều như vắt chanh vậy. Tiếp tân chỉ cho rằng xếp tổng nhà mình tuyển người giúp việc mới, chứ chẳng bao giờ nghĩ đến việc Hướng Mạn chính là cô vợ hảo môn bí ẩn được săn đón gần đây. Chào hỏi tiếp tân xong, Hướng Mạn đến chỗ thang máy chuyên dụng, đi thẳng lên tầng cao nhất của tập đoàn. Dạo bước đi đến phòng làm việc của Tống Khương, trên tay ôm hộp cơm trưa của hắn, lòng cô thấp thỏm không yên, không biết vì lý do gì, dù đã đem cơm trong một quãng thời gian dài, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy lạ lẫm. Hít sâu một hơi, cô vươn tay mở cửa phòng, thế nhưng chưa kịp thực hiện, cánh tay thon gầy đột nhiên khựng lại, cô mím chặt môi, cúi đầu, hàng lông mi dài che đi hết sắc thái trong đôi mắt cô. Thay đổi như vậy đều bởi vì một câu nói cô nghe thấy. Chủ tịch, cha mẹ nuôi của cô Hướng Mạn đã ở phòng chờ đợi anh rồi. Cha mẹ, hai chữ đơn giản đánh mạnh vào tâm trí Hướng Mạn, bên tai vang lên tiếng ù ù, đầu óc choáng váng, cô nhíu mày lao đảo lùi lại phía sau mấy bước, dường như cơ thể cô từ chối tiếp nhận thông tin này. Bộp, hộp cơm từ trên tay rơi xuống đất, khiến cô hoảng hốt quấn lên,
không chút do dự ngồi xổm xuống đất. Nắp hộp bị bật mở, thức ăn đều rơi vãi ra sàn nhà. Lòng cô trùng xuống, bản thân quá vô dụng, ngay cả việc nhỏ nhặt như đưa cơm cô cũng làm không xong. Hướng Mạn cúi đầu hạ mắt, hàng lông mi dài khẽ run, xinh đẹp như cánh bướm, có lẽ bởi vì quá chu tâm vào phiền phức bản thân gây ra, cô chẳng hay nhận ra trước mặt mình đã xuất hiện thêm một người. Tống Khương im lặng nhìn cô, quan sát hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng bởi đặc sĩ, khom lưng bê sóc cô lên, ôm vào lòng, nện từng bước vững chãi trên nền đất lạnh. Vừa đi, hắn vừa ra lệnh cho thư ký riêng. Cho người dọn dẹp sạch sẽ đi. Vâng. Tống Khương đem người đặt xuống ghế sofa, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh. Hắn chăm chú nhìn cô gái nhỏ, từ đầu đến cuối vẫn một mực cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt lấy góc váy, xoa đầu an ủi. Tống Thiếu cất lời. Mạn, gần đầu lên đi. Đổi lại chỉ là cái lắc đầu yếu ớt. Hướng Mạn không dám ngẩng đầu nhìn Tống Khương, lại càng không dám đối mặt với hiện thực cô suy diễn. Hắn tìm đến cha mẹ cô, có phải là không cần cô nữa hay không? Từ lúc nghe thấy ba chữ cha mẹ nuôi, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp. Từ sâu trong lòng, cô bài xích cha mẹ nuôi, cô không muốn theo họ trở về. Nhưng vì sao lại vậy, chính bản thân cô cũng không rõ. Tống Khương bất đắc dĩ thở dài lần nữa, hắn vươn tay cầm lấy cái cằm nhỏ, ép buộc Hướng Mạn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như là nước mùa thu, trái ngược hoàn toàn với nỗi bất an bấn loạn trong đôi mắt cô. Hắn nhíu mày. Em sợ cái gì? Sợ tôi sẽ vì một hộp cơm mà mắng em sao? Hướng Mạn lắc lắc đầu nhỏ, nắm chặt lấy cổ tay hắn, đôi môi mỏng hơi tái đi mấp máy, phải nửa ngày trời mới thốt lên được câu hoàn chỉnh. Chú không, chồng đừng vứt bỏ cháu được không? Sao cơ? Tống Khương ngơ ngác, hồi lâu sau lên bật cười thành tiếng, búng lên trán cô một cái. Hắn cong môi cười. Lại nghĩ linh tinh rồi, sao tôi lại vứt bỏ em được chứ? Hướng Mạn ngẩng dậy. Vậy cha mẹ nuôi là... Tống Khương à một tiếng, như thể đã hiểu rõ nguyên nhân mọi chuyện. Ra là cô gái nhỏ nhà hắn nghe được một phần của cuộc trò chuyện giữa hắn và thư ký, sau đó mới suy diễn linh tinh. Chỉ là dù sao đó cũng là cha mẹ nuôi của cô. Với một người mất đi ký ức, cho dù thế nào cũng chỉ cảm thấy lạ lẫm. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng sự bài xích từ trên người cô. Vậy là đủ hiểu Hướng Mạn căm ghét bọn họ bao nhiêu, cũng đủ hiểu bọn họ đối xử với cô tệ bạc thế nào. Tống Khương mắng thầm một tiếng trong lòng, sau đó lơ nạt lên trán Hướng Mạn một nụ hôn. Hắn nhẹ giọng. Ngoan, ở đây đợi tôi, nói chuyện với bọn họ xong xuôi trở về sẽ dẫn em ra ngoài ăn. Hướng Mạn nhẹ gật đầu đồng ý, xong bàn tay nhỏ bé vẫn một mực không chịu buông góc áo hắn. Cô cúi đầu nghĩ ngợi, mà hắn lại rất kiên nhẫn đợi cô, dường như ở bên cô sự kiên nhẫn của hắn là không có giới hạn. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rì rì cất tiếng. Chú, cháu không muốn đi với họ, đừng đưa cháu cho bọn họ, cháu sẽ rất khó chịu. Tống Khương cong môi cười, gật đầu đáp ứng. Yêu cầu này của Hướng Mạn ngược lại rất vừa ý hắn. Thật trùng hợp, bởi vì hắn cũng không có ý định trao trả cô cho mấy tên khốn nạn kìa. Tống Khương rời khỏi phòng làm việc, trước khi đi còn không quên đóng cửa cẩn thận, sau đó mới cùng thư ký đi gặp cha mẹ nuôi Hướng Mạn. Thư ký đi bên cạnh cũng không quên thông báo mọi việc cho hắn. Chủ tịch, luật sư đã đợi sẵn ở ngoài phòng, chỉ cần anh gọi liền sẽ vào trong. Theo điều tra của Tống Khương, tính cách cha mẹ nuôi Hướng Mạn chẳng phải tốt đẹp gì. Cả hai đều là những kẻ ham danh lợi, có thể sẵn sàng là bất cứ việc gì được yêu cầu, miễn là được trả tiền hậu hĩnh. Huống hồ lần này gặp mặt, hắn không chỉ đơn thuần là đàm phán bình thường, hắn muốn bọn chúng phải trả giá từng chút một bởi những gì bản thân đã gây ra. Nói lý với những kẻ không có não, hắn thà không nói còn hơn. Cho nên
mới tìm về một luật sư thay mình lên tiếng khi cần thiết. Ông nghe tôi dặn chưa? Dù thế nào cũng phải moi được tiền từ trong túi của người ta. Huệ Lan ngồi trên ghế sofa hạng sang, tay không rảnh rỗi xoa xoa thử, sau đó lên tấm tắc khen ngợi. Chợt chợt, ngay cả ghế ngồi cũng đắt đỏ như vậy, kéo này thơm lắm rồi. Hướng Đình cười khà khà, cũng không phản bác, ngược lại còn gật đầu đồng ý. Lần này đổi đời rồi, tôi thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh ở nhà lầu đi xe hơi, mua đồ không cần nhìn giá cơ. Có tiền rồi, con trai muốn cưới một cô vợ đẹp cũng không phải là vấn đề lớn nữa. Cạch. Cánh cửa phòng bật mở, Tống Khương trầm ổn bước những bước vững vàng đi vào, uy áp từ trên người hắn khiến hai con người nào đó bất giác sùn lên, lập tức ngậm miệng. Ngồi xuống ghế, Tống Khương bắt chéo chân, không quanh co vòng vèo mà đi thẳng vào chủ đề chính. Con gái nuôi của hai người tôi muốn, ra giá đi. Kỳ thực hắn không hề muốn dùng đến tiền bạc để có thể cướp cô về tay, bởi vì trong lòng hắn bao nhiêu tiền cũng không đủ để định giá cô. Thế nhưng đối với loại người bán mạng vì tiền, đây lại là cách hay nhất để đưa cô đi. Quả nhiên vừa nghe thấy lời của Tống Khương, cha mẹ nuôi Hướng Mạn đã không giấu được sự vui sướng, hai người liền chung đầu vào nhau nghiêm túc bàn bạc. Tống Khương nhìn thấy một màn này, đầy mắt chỉ còn lại là lạnh ý, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm, chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt. Hắn nghiến rằng, mẹ kiếp, sao trên đời lại có loại người ghê tởm như vậy chứ? Vì đồng tiền, ngay cả con cái cũng nhận tâm vứt bỏ. Thảo nào, ngay cả khi không còn chút ký ức nào, tâm lý Hướng Mạn vẫn một mực bài xích. Mạn, bao năm qua em chịu khổ đủ rồi, hiện tại và tương lai tôi nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt. Ngài Tống, chúng tôi thật sự rất yêu quý đứa con này, cho nên lúc ngài ngỏ ý muốn mua con gái, chúng tôi đã rất khổ tâm. Đứa trẻ này thật sự rất quan trọng, vậy nên bán con bé. Ngài Tống à, 1 tỷ được chứ? 1 tỷ? Tống Khương cong môi cười lạnh. Thật tởm lợm, đã chẳng yêu thương gì cho cam, ở trước mặt hắn lại bày ra dáng vẻ thâm tình, dở giọng vằn mẫu. Hắn nghe đã ngán ngẩm rồi, cô gái hắn xem như vô giá, trong lòng cha mẹ nuôi lại chỉ đáng giá 1 tỷ. Hà, thật được cười. Tống Khương không chút chần chừ ném tấm thẻ xuống mặt bàn lạnh lẽo, đáy mắt hắn tràn đầy khinh thường và ghét bỏ. Cái nhìn của hắn không phải đang nhìn người mà là nhìn súc vật. Cánh môi màu bạc chậm rãi dựng lên. 10 tỷ, cầm lấy và cút. Từ nay về sau, cô ấy và các người không còn quan hệ. Dừng một chút, Tống Khương lại nói tiếp. Còn nữa, chuẩn bị trả giá trước pháp luật đi, bởi những gì các người đã gây ra. Dứt lời, hắn lập tức rời đi, ở lại nơi chết tiệt này thêm một chút nữa, hắn e là bản thân sẽ không khống chế nổi mà lao lên đánh người. Tống Khương vừa rời đi, luật sư từ bên ngoài đợi sẵn đã bước vào, thong thả ngồi xuống ghế, bắt đầu nói chuyện. Để gọng kính, luật sư Tà mỉm cười hòa nhã nói. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, cũng đừng nghĩ đến việc đả thương tôi. Bảo vệ đã sớm trực sẵn ở ngoài rồi, cho nên hãy ngoan ngoãn đi thôi. Lời nói này của Tà Kình đã thành công đánh mạnh vào tâm trí cha mẹ nuôi của Hướng Mạn. Ai nấy đều tái xanh mặt mày, toàn thân run rẩy, không dám thở mạnh. Luật sư Tà cười nhạo trong lòng, nếu đã biết là chuyện xấu, ngay từ đầu tốt nhất đừng nên thực hiện, bởi vì luật nhân quả không tha cho kẻ nào cả, gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi. Hướng Mạn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đợi Tống Khương trở lại, thì thoảng lại đung đưa đôi chân thon dài trắng nõn, dáng vẻ ngoan hiền thực khiến người ta không tài nào ghét nổi. Nghĩ ngợi một lúc, cô chậm rãi rửa môi phần khích khi nghĩ đến buổi đi ăn sắp tới, không biết hắn sẽ đưa cô đi đâu, ăn những món gì, càng nghĩ cô lại càng nóng lòng. Cạch. Cửa phòng đột nhiên mở ra khiến Hương Mạn giật mình, cô ngẩng đầu miệng nhỏ khẽ hồ chú, nhưng giây sau liền dừng lại, bởi người đến là một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của Hướng Mạn. Cô lại cúi đầu, bàn tay nhỏ bất an siết chặt lấy góc váy. Cô rất nhát, nhát người lạ. Người phụ nữ bước vào phòng, trông thấy người khác ngoài mình xuất hiện ở đây. Đối phương còn là nữ giới, liền chau mày, lòng đầy bất mãn. Đi đến ngồi xuống ghế, một cách đầy tự nhiên, cô ta hắng giọng. Em gái nhỏ, không biết đây là đâu sao? Nơi này, không phải ai cũng có thể đặt chân đến đâu. Là nhắc nhở, nhưng cũng là đe dọa. Hướng Mạn chậm rãi gật đầu, tỏ ý đã hiểu, song vẫn không hề động đậy, ngay cả ngẩng đầu cũng không. Cô đã hứa rồi, sẽ ở đây đợi hắn quay lại, cho nên không thể rời đi được. Em gái, em nên rời khỏi đây trước khi chủ nhân căn phòng này trở lại. Cô lắc đầu, bàn tay siết lấy góc váy, đột ngột tăng lực khiến một phần váy nhăn nhúm. Hướng Mạn cự tuyệt. Thực xin lỗi, tôi đã hứa sẽ không đi đâu cả. Cô... Người phụ nữ đứng bật dậy, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng, mềm mỏng không được, vậy thì cứng rắn thôi. Cô xinh đẹp như vậy, nếu để chủ nhân nơi này nhìn thấy, nhất định sẽ không còn chú ý đến cô ta nữa. Cô nên rời khỏi nơi này, chủ nhân của nơi này rất khó tính. Tôi cảm thấy người đèn cút là cô đấy. Giọng nói không mang theo hơi ấm vang lên, khiến cô ta rùng mình. Ngược lại, Hướng Mạn lập tức ngẩng đầu, đôi mắt long lanh sáng rực, trong lòng như chút được gánh nặng. Miệng nhỏ khẽ mấp máy. Chú. Chú sao? Người phụ nữ nhăn mày, Tống Thiếu Gia có cháu sao? Truyền thông dường như không hề nhắc đến người cháu này. Không lẽ là người thân thất lạc? Tống Khương ngồi xuống bên cạnh Hướng Mạn, vươn tay xoa đầu nhỏ của cô, đầy mắt tràn ngập cưng chiều. Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ cho rằng hắn là người đa nhân cách. Ngài Tống, tôi... Ngài có nhớ tôi không? Tôi là người mẫu được chọn để quảng bá sản phẩm bên ngài. Không nhớ, không ấn tượng. Cảm phiền cút, không tiễn. Nguyên tắc 3-0 được thực thi ngay lập tức. Tống Khương không hề muốn phí phạm thời gian với người không quan trọng, càng không muốn để tâm đến. Huống hồ dám tự ý bước chân vào phòng làm việc của hắn, thế thì đừng mong hắn sẽ nể mặt. Lời này của Tống Khương triệt để phá hủy hết mặt mũi của người phụ nữ kia. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, trong mắt hắn đã xấu lại càng xấu hơn. Nhìn không nổi nữa, Tống Khương nhíu mày, xoa xoa ấn đường, không nhanh không chậm gọi thư ký đến tiện khách. Giải quyết phiền phức xong xuôi, hắn mới hạ mắt, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, thoáng chốc rơi vào trầm tư. Hắn vươn tay nâng cằm cô lên, ép cô đối diện với hắn. Em cứ để bản thân bị bắt nạt thế sao? Tống Khương bực dọc, không vui lên tiếng. Thò nhỏ nhà hắn quá đỗi thuần khiết đến mức hắn không nhẫn tâm với bần. Phải học cách phản kháng, biết chưa? Phản kháng sao? Hướng Mạn ngẩn người, tròn mắt nhìn Tống Khương. Phản kháng ư? Hai từ này từ đầu đến cuối đều không có trong nhận thức của cô. Đây là lần đầu tiên cô nghe người khác nói đến điều này. Hướng Mạn ngơ ngác hồi lâu, gật đầu rồi lại lắc đầu. Phản kháng, cô đồng ý với hắn, nhưng làm thế nào để phản kháng cô lại không hề hay biết. Tống Khương hoàn toàn có thể nhận ra tất cả suy nghĩ và nghi hoặc của Hướng Mạn. Hắn thở dài một hơi nặng nề, bất đắc dĩ cất giọng. Mạn, thế giới rộng lớn, có tôi tình nguyện làm chỗ dựa cho em. Ở thành phố Kinh Bắc này, em không cần phải cúi đầu cho bất cứ ai, rõ chưa? Cô ngơ ngác một lúc rồi cũng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Tuy mất đi trí nhớ, nhưng cô cũng không phải là kẻ ngốc. Thế lực của hắn ở thành phố này lớn bao nhiêu, kinh khủng thế nào, cô cũng hiểu rõ phần nào. Có hắn chống lưng, cô chẳng khác nào một chú mèo con hóa thành hổ lớn. Tống Khương nhìn chằm chằm cái đầu hơi cúi xuống của Hướng Mạn, bất giác rơi vào im lặng. Đến cả phản kháng cô cũng chưa từng nghĩ đến. Rốt cuộc trước đây cô đã sống những ngày tháng thế nào chứ? Liên tục nhẫn nhịn như vậy, cô không mệt mỏi hay sao? Hắn thở ra một hơi nặng nề, đứng dậy nắm lấy tay cô, dẫn cô rời khỏi phòng làm việc,
đi đến nhà hàng đã được đặt bàn sẵn. Nếu ông trời đã để cho cô gặp được hắn, để nhất định là duyên phận, cho nên hắn nhất định phải tìm cách hàn gắn vết thương trong trái tim cô. Mà nếu có thể, tôi thật sự không mong muốn em nhớ lại những ký ức đau thương ấy một chút nào cả. Một tuần sau, Tống Khương nhận được tin cha mẹ nuôi Hướng Mạn bị khởi tố với tội danh bạo hành trẻ dưới độ tuổi vị thành niên, vi phạm quyền trẻ nhỏ. Tuy rằng không thể phán án tù chung thân, nhưng cũng có thể khiến cho hai kẻ kia học được một bài học đắt giá. Hắn tạm thời đem chuyện này giấu nhẹm đi, không muốn để cô phát hiện. Chủ tịch, ngài có đang nghe tôi báo cáo không vậy? Thư ký nhìn hắn đang rơi vào trạng thái thần xác ở đây hồn đã lạc đến phương trời nào mà thở dài một hơi, cảm thấy bất lực vô cùng. Ngày nào cũng thế, mỗi buổi sáng hắn đều sẽ nóng lòng đợi Hướng Mạn mang cơm đến, sốt ruột đến mức quên cả công việc. Đến khi cô rời khỏi công ty, hắn lại như bị cô mất hồn. Cụ mày, Tống thị mạng lớn, nếu không sớm đã thiệt hạng nặng trong tay Tống Khương rồi. Tống Khương trực tiếp bỏ qua câu hỏi vô nghĩa của thư ký. Hắn hỏi, mấy giờ rồi? Em ấy đã đến chưa? Tới rồi, lại tới nữa rồi. Đây đã là lần thứ năm hắn lặp lại hai câu hỏi này. Thư ký bị bước đến mức muốn điền, nuốt nước mắt vào trong. Anh thư ký đáng thương, cố gắng chuyển chủ đề. Chủ tịch, tối ngày kia Mạc thị sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tập đoàn. Thiệp mời đã được đưa đến, không biết ngài đã quyết định đi với ai hay chưa? Bình thường hắn nhất định sẽ đến một mình, còn hiện tại... Sao cậu hỏi câu vô tri thế? Tống Khương nhíu mày không vui. Tất nhiên là đi với bé cưng của tôi rồi. Thư ký bày xa dáng vẻ chán chẳng muốn nói, trên mặt đã biết rõ câu tôi đến lại ông rồi. Tống Khương không quá để tâm đến sự bất lực của cấp dưới. Hắn nhìn đồng hồ, ước tính thời gian Hướng Mạn đến đây, sau đó lên vùi đầu vào công việc. Mạn Mạn, con không cần phải ngày ngày đội nắng đi mưa để đem cơm cho thằng nhóc kia đâu. Lệ Tuyết đi theo từng bước chân của Hướng Mạn, không đành lòng lên tiếng. Từ sau khi biết cô là thần tượng bản thân hâm mộ bấy lâu này, Tống phu nhân cưng cô như cưng con ruột, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lệ Tuyết yêu quý Hướng Mạn một phần bởi con chữ của cô chiếm được tình cảm của bà, một phần bởi tính cách mạnh mẽ của cô có thể kiên trì trải qua một tuổi thơ đau thương, đây đã là một kỳ tích rồi. Hướng Mạn nở nụ cười, làm ra động tác gồng cờ, vui vẻ nói, cháu ở nhà cũng chán lắm, với lại làm nhiều thành thói quen rồi ạ. Bà nghe xong mà chạnh lòng, khổ cực như vậy mà cũng có thể biến thành thói quen, vẫn có thể lạc quan như vậy, đúng là cô gái tốt. Thằng nhóc nhà bà phải tu tam kiếp mới tìm được một cô gái như vậy. Lệ Tuyết vẫn tiếp tục nói, để bác quản xà đi thay cháu đi. Dạ thôi ạ, cháu muốn tự đem nó đến. Tống phu nhân thấy không thể lay truyền quyết định của cô, thở dài một cái, chậm rãi đề nghị, thôi để bác đi cùng con, dù sao lâu rồi bác cũng không nhìn thằng nhóc kia làm việc. Đương nhiên cái cớ lâu rồi không nhìn thấy hắn làm việc chỉ là lời nói suông, bởi vì Lệ Tuyết đã dành tất cả tinh lực vào Hướng Mạn, còn sâu tương lai nhà họ Tống mất rồi. Tống Khương ngồi bát chéo chân trên ghế sofa, nhìn chăm chăm người phụ nữ trước mặt. Hắn tặc lưỡi một cái, lạnh nhạt lên tiếng, bảo sao hôm nay mà đến muộn hơn bình thường 20 phút, thì ra là do mẹ. Quá khen, mẹ cũng đâu thể để mày độc chiếm con sâu được. Hắn hử lạnh, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mẹ mình, không biết có phải do đã biết lỗi hay không, từ đầu đến cuối Hướng Mạn đều luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Tống Khương hừ một tiếng, sau đó liền coi mẹ mình trở thành không khí, đi đến trước mặt Hướng Mạn, khom lưng bế thốc cổ lên ôm vào lòng. Hướng Mạn bị ôm mất ngờ, theo phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ hắn, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Chú, miệng xinh gọi sai rồi. Hướng Mạn nhìn trái ngó phải, nuốt nước bọt, ấp a ấp úng. Chồng, chồng.
ngoan lắm. Tống Khương hài lòng gật đầu, đã lên trán cô một nụ hôn như một phần thưởng nhỏ. Sau đó hắn sải bước đưa Mạn sang phòng bên cạnh, thành công loại bỏ bóng đèn cản đường. Lệ Tuyết nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu ngao ngán một cái. Trình độ dụ dỗ gái nhà lành của hắn 100% là được di chuyển lại từ cha hắn. Bà lấy điện thoại từ trong túi sách, lướt danh bạ tìm số điện thoại của chồng, sau đó liền gọi một cuộc. Qua vài hồi chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Bà xã, anh đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi. Xảy ra chuyện gì? Thằng hỗ láo kia lại bắt nạt em à? Đúng vậy. Lệ Tuyết quả quyết gật đầu. Anh mau về đi, con dâu em sắp bị nó cướp mất rồi. Con dâu? Tống lão ra hoang mang. Cái quái gì vậy? Bản thân mới ra nước ngoài một tháng, con trai liền rước bạn gái về nhà rồi. Chú, thả cháu xuống đi. Nãy giờ chú đã đi gần 10 vòng quanh phòng rồi. Hướng Mạn mất kiên nhẫn dãy giụa. Người đàn ông nào đó vì muốn tận hưởng cảm giác được bồng bế cô gái nhỏ của mình nên đã không tiếc chút thời gian eo hẹp làm ra thứ hành động vô nghĩa. Tống Khương cúi đầu nhìn bộ mặt nhăn nhó để bất mãn của Hướng Mạn, hắn khẽ cười một tiếng. Em học được cách phản kháng rồi à? Không, không có. Em có. Hắn hiếp mắt cười. Trước kia cô gái của hắn bất kể hắn làm ra hành động gì cũng sẽ một mực giữ im lặng, hoặc là đồng ý, hoặc là không cho ý kiến, một nước đi hay. Thế nhưng bây giờ Hướng Mạn đã biết cách chống đối hắn. Tuy rằng sự kháng nghị này rất nhỏ, nhưng chút ít thay đổi này lại khiến hắn vui sướng không thôi. Bởi vì hắn đã ảnh hưởng đến cô rồi. Đây là điều không thể phủ nhận. Giấu đi sự vui sướng trong lòng, Tống Khương đặt Hướng Mạn ngồi xuống ghế sofa, dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên cái môi đỏ mọng của cô. Mạn, không thích cái gì thì cứ việc cự tuyệt. Đây là điều không ai có thể cấm đoán em. Ngứa mắt người nào, nếu dùng lời nói không được, vậy thì dùng tiền khiến kẻ đó ngậm miệng. Hắn chậm rãi nói, thu từng biến hóa nhỏ của cô vào trong tầm mắt. Thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền, cho nên em cứ thoải mái phung phí đi. Chú, như thế quá tùy tiện, cũng quá ngông cuồng, cháu sợ. Không phải sợ, tại địa bàn của tôi chính là luật. Bé cưng, tôi chống lưng cho em phá hoại, tôi thay em dọn dẹp là được. Hướng Mạn nghe vậy thì đỏ mặt, chậm rãi gật đầu, sau đó liền chuyển chủ đề. Cơm, chú, ăn cơm đi. Tống Khương cũng không nhiều lời, mở hộp cơm đường Hướng Mạn đem đến, ngắm nghía một hồi rồi nhoẹn miệng cười. Dùng đũa chỉ vào một món sườn xào chua ngọt, hắn cười. Có món mới. Bác quản gia dạy cháu làm. Hướng Mạn đỏ mặt, ngại ngùng giải thích. Cô không giỏi nấu ăn, lại rất vụng về, thường xuyên làm hỏng việc. Nếu không phải Lệ Tuyết nói hắn thích món ăn kia, cô cũng sẽ không nỗ lực học hỏi. Dẫu sao, hắn đối với cô tốt như vậy, cô cũng muốn làm điều gì đó để cảm ơn. Tuy rằng việc cô làm so với hắn thật sự chỉ như muối bo biển thôi. Tống Khương hiểu rõ ý đồ của Hướng Mạn, cũng không vạch trần hay nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu thưởng thức món ăn do chính tay cô làm. Cắn một miếng, vị ngọt lan xa trong lòng hắn. Hừm, cảm giác giống như một đôi vợ chồng thứ thiệt vậy. Chiều ngày hôm đó, Tống Khương cùng Lệ Tuyết đưa Hướng Mạn đến trung tâm thương mại. Dựa vào tiếng tăm và quyền lực, hắn không chút do dự yêu cầu đem đến toàn bộ quần áo độc quyền để cô mặc thử. Cô thử từng bộ một, Lệ Tuyết và Tống Khương sẽ đưa ra nhận xét, đánh giá cụ thể. Đáng ra phải xong từ sớm, nhưng do bất đồng quan điểm nên phải đến tận tối muộn mới chọn được bộ đồ hợp ý. Hướng Mạn cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Trên đường về nhà, có lẽ vì thấm mệt, Hướng Mạn tựa đầu vào vai Tống Khương ngủ một mạch đến khi được hắn gọi dậy. Hướng Mạn giật mình nhìn trái ngó phải, phát hiện bản thân đã có mặt ở trong phòng hắn. Tống Khương nhìn sáng vẻ như người từ trên trời rơi xuống cổ cô mà cười rộ lên. Hắn nhéo má cô cưng chiều lên tiếng. Bé con hư hỏng, nhìn xem áo của tôi đều bị em làm ướt cả rồi.
Cháu... Hứa Mạn nhìn một vùng ướt đẫm nơi bả vai hắn, khuôn mặt thẹn thùng đỏ cả lên. Cô khiến áo hắn bẩn rồi, hắn nhất định sẽ giận cô, sẽ từ mặt cô. Cô vội vàng cuống quýt lau vệt nước miếng đi, ấp a ấp úng miệng mình. Cháu không cố ý, chú phải tin cháu. Không tin. Tống Khương cười xảo hoạt. Bé con hư quá, phải phạt thôi. Phạt? Hứa Mạn nuốt nước bọt, cả người theo bản năng nhích về phía sau một chút, kéo dài khoảng cách với Tống Khương. Hắn sẽ phạt cô sau, đánh đòn hay là không cho ăn cơm, hay là cô sẽ bị hắn tốn cổ ra khỏi nhà, trở thành một kẻ đầu đường xó chợ, không trốn dung thân. Tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh đầy tối tăm, Hứa Mạn bị chính bản thân dọa cho xanh mặt. Cô lắc đầu, thở hắt một hơi, dùng ánh mắt đầy cảnh giác và nghi hoặc nhìn hắn. Tống Khương bật cười thành tiếng. Sẽ không làm em đau, đừng sợ. Hắn sắp chết ngất vì cái trí tưởng tượng phong phú của cô rồi, chết vì buồn cười, đến tận bây giờ cô vẫn ngây thơ tin hắn sẽ làm hại cô sau. Hắn bày tỏ vẫn chưa đủ ờ, thật đáng suy ngẫm. Hứa Mạn kích động nhìn hắn, miệng nhỏ nhìn không được hỏi ngược lại hắn. Thật sao? Chú sẽ không... Mạn, phạt em tối ngày kia phải ngủ trễ. Dạ. Hứa Mạn ngơ ngác, mãi chẳng thể tiêu hóa được lời nói của Tống Khương. Tống Khương ôm Hứa Mạn vào lòng, gục đầu vào hõm vai cô, hết lấy hít để mùi hương thuộc về riêng cô, thứ mùi hương khiến hắn như kẻ điên mất trí. Vuốt nhẹ lưng cô, Tống Khương cất giọng trầm ấm. Tối ngày kia em sẽ phải hóa thân thành nàng công chúa của riêng tôi. Thịch, trái tim bỗng lệch nhịp. Tối ngày kia tại Mạc thị, Hứa Mạn đang ở trong góc phòng tiệc, trái tim vì căng thẳng nên cứ đập rộn ràng. Cô hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Hôm nay cô diện một chiếc váy trắng liền thân, mái tóc dài đen lấy được làm đầy tỉ mỉ. Phút chốc sắc đẹp của cô như được đẩy lên một tầng cao mới. Hứa Mạn lúc này tựa như một con búp bê bằng da bằng thịt, xinh đẹp động lòng người, lại mang dáng vẻ yếu ớt khiến người khác nảy sinh ý nghĩ muốn che chở. Ánh mắt cô hơi hoảng loạn, cố gắng tìm hình bóng Tống Khương trong bên người phía trước. Hắn nói hắn đi lấy đồ ăn nhưng đã gần 30 phút rồi. Đi lấy đồ ăn sẽ lâu như vậy sao? Hứa Mạn có chút lo lắng. Chị gái xinh đẹp ơi! Hứa Mạn giật mình, cúi đầu nhìn cậu nhóc cao đến ngang hông mình. Đứa bé rất đẹp trai, nét đẹp rất hài hòa, pha trộn giữa tinh nghịch và sắc sảo. Một đứa trẻ lại xuất hiện ở nơi này, cô đoán là đến cùng với cha mẹ. Hứa Mạn ngồi xuống để chiều cao bản thân ngang tầm cậu nhóc, như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn, cũng sẽ thể hiện sự tôn trọng người khác. Sao vậy, em bị lạc hả? Mạc Quân Nghĩa lắc đầu. Không có, em đến tìm chị xinh đẹp. Hứa Mạn nhíu mày, bất giác cảm thấy hơi hoảng. Tìm cô sao? Nhưng cô đã làm ra chuyện gì đâu? Với lại, hỡi nhờ cô không quen đứa nhỏ này. Quân Nghĩ tiếp tục lên tiếng giải thích. Em đến gặp bạn gái của chú Tống. Chú Tống? Cả thành phố Kinh Bắc này chỉ có duy nhất một Tống gia mà thôi. Chú Tống, trong lời nói của đứa trẻ kia, 100% chính là Tống Khương rồi. Nghĩ nghĩ một lúc, Hứa Mạn lại được một pha sửng sốt. Bạn gái sao? Cô trở thành bạn gái hắn từ khi nào vậy? Không biết vì lý do gì, khuôn mặt của Hứa Mạn thoáng chốc đỏ bừng, cô quýnh lên, hốt hoảng giải thích. Không, không phải đâu, chị và chú ấy hoàn toàn không có... Không có cái gì? Hứa Mạn giật mình ngẩng đầu, phát hiện ra Tống Khương đã đứng trước mặt mình từ lúc nào không hay. Cô nở nụ cười để gượng ép, gãi gãi má mình, nhìn hắn chầm chầm. Mà Quân Nghị nghe tiếng người quen liền quay đầu lại, vui vẻ lớn tiếng. Chú Tống! Quân Nghị ngoan, đừng quấy chị. Chị ấy không phải bạn gái chú à? Mà Quân Nghị nhớn mày. Nãy giờ chị ấy cứ chối. Tống Khương ngẩng đầu nhìn biểu cảm đầy khó xử của Hứa Mạn, rồi lại cúi đầu nhìn ông cụ nọ đang thắc mắc kia, chậm rãi giải thích. Không phải bạn gái. Hả?
Sao cha cháu bảo... Đấy là vợ chú. Thằng cha mày đồn gì vớ vẩn thế? Trong chốc lát, cả Mạc Quân Thành và Hướng Mạn đều bị lời nói của Tống Khương làm cho sốc đến nỗi mất đi cả khả năng ngôn luận. Tống Khương ngẩng đầu nhìn thấy Bối Mạt và Mạc Quân Thành đang đi đến, liền trao trả Mạc Quân Nghị rồi nắm tay Hướng Mạn rời đi. Bối Mạn cười khúc khích, trêu chọc. Anh không tính giới thiệu bạn gái à? Không phải bạn gái. Tống Khương nhíu mày nhắc nhở, hắn cảm thấy hiện tại không phải là lúc thích hợp. Hơn nữa, Hướng Mạn rất nhát người lạ, cô cần thời gian để làm quen và thích nghi. Hắn sẽ lựa một thời điểm tốt hơn để công bố cô với mọi người, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu như cô có tình cảm với hắn. Tống Khương dẫn Hướng Mạn đi xuyên qua đám đông trước con mắt của biết bao người, đến một bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất, chỗ ngồi cách sân khấu một khoảng lý tưởng, hắn mới để cô ngồi xuống. Đói chưa? Có muốn ăn gì không? Hướng Mạn lắc đầu, bây giờ cô làm gì còn tâm trí để ăn uống chứ? Từ lúc Tống Khương nói ra chữ vợ kia, tâm trí cô nhớ trong ngược cảnh cây, trong lòng rối loạn vô cùng. Cái gì mà vợ nhỏ cờ chứ? Cô còn chưa bước lên xe hoa cơ mà. Hắn đem lời này nói ra, không sợ sau này cô sẽ không lấy được chồng sao? Hắn không thấy cản sứt lương tâm ư? Hướng Mạn nghĩ đến việc bản thân vì trở thành cô vợ hờ của tổng tài, sau này sẽ độc thân cả đời, lên cảm thấy ấm ức, sụt xịt. Chú, sau này đừng nói như thế nữa, cháu không muốn ế đến già đâu. Sao lại ế đến già? Không ai lấy em, vậy để tôi lấy. Hướng Mạn hừ lạnh, đỏ mặt, nghiêng đầu sang hướng khác. Cô không muốn tiếp tục nghe những lời trêu đùa của Tống Khương nữa. Cô chẳng có gì tốt đẹp cả. Một người ưu tú, đa tài đa nghệ như hắn, chẳng có lý do gì phải để mắt đến cô. Huống hồ cô với hắn mới quen nhau chưa được bao lâu. Vậy nên nhiều lúc Hướng Mạn đã vô tình dựng lên một lớp phòng thủ vô hình, kéo giãn khoảng cách của cả hai. Tống Khương biết cô không tin lời hắn nói. Không sao cả, một lần thổ lộ không được, vậy hắn sẽ thổ lộ 10 lần, 100 lần, làm đến khi nào cô tin thì thôi. Tống Khương không thể phủ nhận bản thân thật sự bị Hướng Mạn thu hút. Hắn mê luyến cô bởi sự kiên cường, nhẫn nại, cam chịu, bởi sự ngoan ngoãn, dịu dàng. Chào! Thiệu Phong một tay đút túi quần, một tay giơ lên vẫy, tiêu sái bước đến bên bàn nơi Hướng Mạn và Tống Khương đang ngồi. Phong Thiếu lịch sự hỏi thẳng. Cô bé, có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Hướng Mạn nhìn Thiệu Phong hơi lưỡng lự, dù sao cô cũng không quá thân thiết với người này. Thế nhưng sau khi biết anh là bác sĩ, lại là người đã kiểm tra cho cô suốt thời gian qua, cô cũng bớt cảnh giác hơn. Hướng Mạn ngoan ngoãn lắc đầu. Không có. Cô không biết Thiệu Phong, bởi mỗi lần anh kiểm tra cho cô đều là lúc cô đang ngủ say. Thiệu Phong gật đầu, nhìn sắc mặt Hướng Mạn, anh cũng yên tâm, ngồi xuống trước mặt Tống Khương, anh híp mắt, nở nụ cười thần bí. Vậy, nghe nói, mày đã đem cô nhóc này ra mắt gia đình rồi. Mới ra mắt mẹ tao thôi, lão gia nhà tao chưa về. Tống Khương lên tiếng sửa lại lời nói cho đúng, hắn tư lự hồi lâu, không sao, hiện tại chưa ra mắt, nhưng cũng sắp rồi. Với tính cách của Hướng Mạn, hắn tin chắc cha sẽ thích cô. Chỉ là từ nãy đến giờ vẫn luôn có nhìn soi mói nhắm vào Hướng Mạn, khiến Tống Khương không mấy vui vẻ. Bé con của hắn, bộ muốn nhìn là nhìn được sao? Anh ơi, giống lắm. Em nói giống là sao? Cô gái đó thật sự rất giống. Mạc Đình Cảnh thật sự là một doanh nhân thiếu trách nhiệm. Ngày trong buổi lễ trọng đại, vậy mà dám trốn việc, để hết trách nhiệm lên người cha mình, một người đàn ông đã rời xa thương trường, còn bản thân thì ung dung ngồi bên dưới sân khấu, thưởng thức những món ăn ngon. Tống Khương nhìn Mạc lão gia lên phát biểu, dù lại phải thay Đình Cảnh đi tiếp khách, mà cảm thấy thương vô cùng. Hắn huých tay Mạc Đình Cảnh, chậm rãi lên tiếng. Chú bất hiểu quá đấy. Đâu phải do tôi, ông ấy tình nguyện mà. Tống Khương tặng cho người nào đó đang nói dối không thường tiếc ánh nhìn khinh thường, sau đó liền quay đầu về phía Hướng Mạn ngồi bên cạnh, ân cần hỏi hàn.
Có muốn ăn thêm gì không? Tôi lấy cho em. Hứa Mạn ăn nhiều đến mức nó căng bụng, chỉ có thể lắc đầu từ chối. Sức ăn của cô không lớn, ăn một chút sẽ bỏ. Nếu không phải hôm nay, Tống Khương kiên quyết bắt cô ăn uống hẳn hoi, bữa ăn của cô đã kết thúc từ sớm rồi. Thiệu Phong nhìn Hứa Mạn đánh giá một lượt. So với lần đầu gặp gỡ, cô xuất hiện trong bộ dáng gầy tèo tóp, bây giờ đã có thêm chút thịt rồi. Đột nhiên, đầu Phong Thiếu lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Tống Khương không phải là đang nuôi lớn để thịt đấy chứ? Mạc Đình Cảnh nhớn mày, cười cười làm quen. Xin chào, tôi họ Mạc, gọi chú Mạc được rồi. Thằng nhóc này là cháu trai kết nghĩa của tôi. Chào, chào chú ạ. Hướng Mạn gật đầu, rồi giết tiết mù, cuống cuồng đáp lại, cầu núp sau người Tống Khương, xe sát nhìn Mạc Đình Cảnh. Cô không quen biết người này, nhưng nếu là người thân của Tống Khương, vậy thì chính là người tốt. Một lát sau, bối Mạc và Mạc Đình Cảnh âu yếm nhau rời đi. Hướng Mạn nhìn theo gia đình họ, trong lòng bất giác, dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, xả lẫn chút ganh tị, dường như sâu trong thâm tâm, cô cũng đã từng khao khát một gia đình yên ấm, hạnh phúc như vậy. Tống Khương tinh ý nhận ra sự thay đổi rất nhỏ của Hướng Mạn. Hắn bí mật nắm lấy bàn tay cô, giấu dưới bàn 10 ngón đàn sen. Hướng Mạn giật mình nhìn hắn, đôi mắt ngây ngô mở lớn đầy kinh ngạc. Hắn khẽ cười. Sao vậy? Em ganh tị hả? Hướng Mạn chột dạ, luống cuống lắc đầu. Ganh tị? Đây không phải thứ tình cảm tốt đẹp gì, là một cảm xúc hết sức tiêu cực. Cô không muốn hắn nghĩ xấu về mình chút nào. Cô lắp bắp giải thích. Chú, cháu không... Được mà. Dạ. Nếu em muốn một gia đình nhỏ, tôi sẽ cho em. Hướng Mạn ngẩn người, bên tai bỗng ù ù. Cô đã không còn nghe rõ lời nói của Tống Khương nữa. Mạn, hãy kết hôn với tôi đi. Tôi sẽ cho em một mái ấm hạnh phúc. Hướng Mạn mở to hai mắt đầy kinh ngạc, bất giác cô không dám tin vào tai mình nữa. Hắn vừa nói gì? Kết hôn ư? Liệu rằng cô có đủ xứng với hắn hay không? Hướng Mạn ôm một bụng nghi hoặc, cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt lấy vạt váy. Hiện tại cô không đủ dũng khí để cho Tống Khương một câu trả lời thỏa đáng, đúng hơn cô đang trốn tránh. Thiệu Phong ngồi ở phía đối diện, há hốc mồm khi chứng kiến một màn cầu hôn có một không hai. Anh đứng bật dậy, kéo Tống Khương sang ngoài, biểu cảm trên khuôn mặt có chút không vui vẻ. Làm gì vậy? Tống Khương dựa lưng vào tường, đôi mày kiếm câu chặt lại. Hắn hử lạnh, trên mặt đã hiện rõ dòng chữ đừng chạm vào tôi đang cáo bẩn rồi. Thiệu Phong không hẹn lên tặng cho Tống Khương một cái cốc đầu đầu điếng. Anh đầy gọng kính, bất mãn của trách. Nghe rõ đây, chú mày có biết tâm lý cô bé kia không ổn định không thế? Mày vừa làm bệnh nhân của tao khó xử, biết không hả? Hắn cúi đầu rũ mì, hàng lông mi dài che đi hết thảy cảm xúc trong đôi mắt hắn. Lúc đó hắn thật sự không biết vì sao bản thân lại nóng vội như vậy. Chỉ biết khi ấy hắn muốn cho cô thứ cô luôn khao khát bằng mọi giá mà thôi. Hướng Mạn cần một mái nhà, vậy thì người đàn ông yêu cô như mạng sống, sẵn sàng cùng cô gây dựng. Thế nhưng, hắn không hề hay biết bản thân đã khiến cô khó xử. Tống Khương thở hắt một hơi nặng nề, chầm chầm cất giọng. Xin lỗi, là tôi nóng vội. Được rồi, vào trong thôi. Tào cá là hiện tại, cô bé kia đã căng thẳng đến suýt chết luôn rồi. Thật xin lỗi, đều do tôi bất cẩn, làm hỏng bộ váy của cô. Hướng Mạn nhìn người đàn ông đang không ngừng xin lỗi trước mặt, chậm rãi lắc đầu. Chỉ là một bộ váy thôi, cô sẽ không nhỏ nhà đến mức ghi thù người khác đâu. Thế nhưng người nào đó thật sự ai nấy muốn chết. Anh ta nắm lấy tay Hướng Mạn, kiên quyết nói. Không được, tôi phải đền cho cô một bộ váy mới. Nếu không e là tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên mất. Không, không cần đâu ạ. Người kia bĩu môi, chán nản vô cùng. Lẽ nào đến đền bù cô cũng không cho ư? Cô thu hằn tôi như thế sao? Không phải. Vậy thì đi thôi. Hướng Mạn thầm than trong lòng. Cô còn chưa nói tiếng nào với Tống Khương nữa,
cứ như vậy mà rời đi, nhất định hắn sẽ tức giận mất. Nhưng nếu không rời đi, người nào đó sẽ không chịu buông tha cô. Hơn nữa, cô cũng không thể để hắn mang danh thiếu gia nhà giàu đi dự tiệc cùng con nhỏ quê mùa ăn mặc bẩn thỉu được. Hít sâu một hơi, Hứa Mạn hạ quyết tâm, cô nhắn tin báo với Tống Khương một tiếng, sau đó liền cùng người kia rời đi. Người đàn ông kia thấy vậy thì khẽ than một tiếng. Dễ tin người như vậy, nếu gặp phải người xấu thì sẽ bị lừa bán đi mất. Cũng may mình là người tốt. Tại nơi để xe. Ồ, đây rồi. Người đàn ông lấy từ trong cốp xe ra một túi đồ đưa cho Hứa Mạn. Cô nhìn túi đồ đầy nghi hoặc. Rõ ràng làm đổ ly rượu lên trên người cô là việc không may xảy ra. Thế nhưng túi đồ này lại khiến cô có cảm giác tất cả đều là giàn dựng. Thấy cô nghi ngờ, người đàn ông kia liền gãi đầu, nở nụ cười gượng gạo. Bộ váy này là tôi mua cho em gái, tôi đoán cô sẽ mặc vừa. Thôi, chả anh. Hứa Mạn dúi túi đồ vào người anh ta, lắc đầu. Nếu tôi mặc nó, em gái anh sẽ giận mất. Người nọ nở nụ cười dịu dàng, anh để túi đồ về phía Hứa Mạn, cất giọng buồn buồn, phải chút thương tâm. Tôi cũng mong nó sẽ tức giận, giận rồi sẽ sống lại quát mắng tôi. Hứa Mạn giật mình sửng sốt, em gái của người này chẳng lẽ đã không còn rồi sao? Cô luống cuống cúi đầu xin lỗi. Tôi không cố ý. Người đàn ông cười rụ lên, theo thói quen vươn tay xoa đầu Hứa Mạn, anh trầm trầm lên tiếng. Không, tôi không trách cô. Ở góc độ Hứa Mạn không để ý, anh ta chậm rãi lấy đi một vài sợi tóc của cô, đáy mắt lóe lên tia hưng phấn, giống như đã đạt được mục đích vậy. Có thể cho tôi biết tên của cô không? Mạn, tôi tên là Hứa Mạn. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Dứt lời, anh ta lập tức xoay người rời đi, ngay cả cái tên cũng không muốn tiết lộ. Hứa Mạn nhìn theo bóng lưng anh ta, ngơ ngác cầm túi đồ trên tay mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một lát sau, Hứa Mạn thay đồ xong trở về bàn đã trông thấy Tống Khương, chỉ là sắc mặt của hắn dường như không được tốt cho lắm, khó ở như thể ai mắc nợ hắn vậy. Hứa Mạn đánh mắt thăm dò nhìn Thiệu Phong, chỉ thấy anh lắc đầu, sau đó làm động tác cố lên khích lệ khiến cô hoang mang. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cô gây ra đại họa rồi? Hay là kẻ điên nào chọc giận hắn vậy? Hứa Mạn ôm một bụng đầy nghi hoặc, chậm rãi đi đến bên Tống Khương, cô thấp giọng lên tiếng. Chú! Tống Khương hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn Hứa Mạn, đôi mắt phượng u ám, tĩnh lặng đến mức khiến cô cảm thấy bị ngạt thở. Hứa Mạn đổ mồ hôi lạnh, bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt vạt váy, đại não bắt đầu hoạt động với công suất tối đa. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không nghĩ ra nguyên nhân khiến hắn phát hỏa. Đúng lúc Hứa Mạn có cảm giác bộ não nhỏ bé của mình chuẩn bị nổ tung, Tống Khương vẫn im lặng hồi lâu, bất ngờ lên tiếng, đánh tan dòng suy nghĩ quẩn quanh của cô. Trai hay gái? Dạ. Hứa Mạn ngơ ngác, không hiểu Tống Khương đang nói đến vấn đề gì, nhưng khi nhìn thấy con ngươi của hắn tối đi, trong đầu cô liền lóe lên một dòng suy nghĩ. Cô lập tức trả lời. Trai ạ? Đôi mày kiếm của Tống Khương cau chặt lại, luồng sát khí màu đen tỏa ra xung quanh, mỗi lúc một say đặc hơn. Hắn thở hắt một hơi, cố chấp hỏi tiếp. Bộ váy thế nào? Rất đẹp, rất vừa vặn. Giọng nói của Tống Khương trở nên lạnh lẽo, nếu như có ma lực, chắc chắn bây giờ cao hội trường sớm đã đóng băng rồi. Tôi với tiền đó, ai đẹp trai hơn? Chú đẹp trai hơn. Hứa Mạn theo bản năng trả lời, lại không hề hay biết câu trả lời vô tri ấy vừa cứu sống bản thân. Nghe được lời này của cô, lời giận trong lòng Tống Khương mới chịu vơi đi một chút. Hắn hừ một tiếng, gật đầu hài lòng. Coi như cô ngốc của hắn còn có chút lương tâm, suýt chút nữa thì hắn đã bị cô làm cho tức chết rồi. Cúi đầu nhìn chăm chăm bộ váy rất đẹp, rất vừa vặn mà Hứa Mạn nói đang mặc trên người, Tống Khương không vui tặc lưỡi một cái. Hắn đứng dậy nắm tay Hứa Mạn
kéo cô rời đi, bỏ lại Thiệu Phong ngồi hóng hớt nãy giờ. Phong Thiếu lắc đầu ngao ngán, bởi đặc sĩ thản vãn. Mấy thằng chết tiệt này, phải biết quý trọng người độc thân nhiều tuổi chứ. Chú, chậm chút, chân cháu đau. Hướng Mạn nhíu chặt lông mày, khuôn mặt nhăn nhó, thấp giọng lên tiếng. Tống Khương khựng người, lập tức dừng lại, hắn quay đầu, nhìn chăm chăm vào đôi giày cao gót Hướng Mạn mang, ánh mắt giống như đang nhìn kẻ thù. Xin lỗi. Dứt lời, Tống Khương liền dắt Hướng Mạn đến ghế đá, để cô ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi xổm, thản nhiên cởi đôi giày cô mang ra. Hướng Mạn sửng sốt, đung đưa đôi chân, muốn né tránh. Chú, đừng. Đừng cái gì, cháy hết chân rồi. Tống Khương cao giọng mắng, tâm trạng mười phần không vui vẻ. Chết tiệt, hắn ngốc quá. Vớt đôi giày qua một bên, hắn đứng dậy, bế tóc cổ lên, dạo bước đi về nơi để xe. Hướng Mạn không biết nên cười hay nên khóc. Cô nhìn đôi giày đáng thương bị hắn ném đi, lại ngẩng đầu nhìn cái cằm cương nghị của hắn. Chú, đừng vứt nó đi, lãng phí quá. Tôi nhiều tiền, số tiền còn còn đó có là gì? Huống hồ vì nó mà cô bị thương, tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến hắn đau lòng. Mang nó về đi chú, cháu không muốn lãng phí đâu. Tôi muốn vứt. Tại sao? Ngớ mắt. Bất kể thứ gì khiến bảo bối nhỏ của hắn bị thương, hắn đều sẽ xóa sổ. Tại biệt thự nhà họ Tống, Tống Khương bê thốc Hướng Mạn lên để cô ôm lấy cổ mình, dạo bước lên phòng, dáng vẻ hắn hầm hầm, tràn ngập sát khí, giống như sắp xông pha nơi chiến trường tàn khốc. Đạp tung cửa phòng, ném Hướng Mạn lên giường, hắn thô bạo xé rách bộ váy trắng cô mặc. Cô hoảng hốt giữ chặt lấy tay hắn, lắc đầu tỏ ý không muốn. Tống Khương cau chặt mày kiếm. Em muốn mặc đồ của người ngoài à? Vừa nói, hắn vừa nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa. Em thử nói muốn mặc xem. Khiến Hướng Mạn nuốt nước bọt. Đây rõ ràng không phải hỏi, là đang cưỡng ép cô trả lời theo ý hắn muốn mới đúng. Hướng Mạn thầm than trong lòng, cô xin thề với chính mình, với trời cao, sau này tuyệt đối sẽ không đi theo bất cứ người đàn ông nào, cũng sẽ không mặc đồ bất cứ ai đưa cho. Ai bảo người chú này của cô coi cô như cháu gái thật sự, nhất quyết không để kẻ khác tay máy tay chân với cô chứ. Hướng Mạn lắc đầu, cố nặn ra nụ cười đẹp đẽ, ôm lấy cánh tay Tống Khương, cô bắt đầu làm nũng, chỉ mong hắn ngồi giận. Cháu đương nhiên không muốn, nhưng chú đừng xé rách chứ, phí lắm, để cháu đi thay. Tống Khương thở dài một hơi, đứng thẳng lưng, để mặc Hướng Mạn muốn làm gì thì làm, xé rách hay thay đồ thì cũng đều có thể khiến bộ váy kia cút khỏi mắt hắn. Chỉ là hắn cảm thấy xé sẽ nhanh hơn, không cần phải công kênh như cô. Hướng Mạn cười tiết mắt, ngây ngô hôn trụ lên má Tống Khương một cái, khiến hắn chết sững. Cô nhảy xuống giường, lao thẳng vào phòng tắm, còn nói thêm. Chú, lấy giúp cháu bộ đồ ngủ với. Bây giờ cô mà mặc bộ váy không còn nguyên vẹn này đi lấy quần áo, chắc chắn hắn sẽ tức giận mất. Dù sao hắn cũng muốn nó nhanh chóng bay màu mà. Tống Khương không có dị nghị, hắn đứng dậy đi đến tủ quần áo, cẩn thận chọn cho Hướng Mạn một bộ đồ ngủ mát mẻ thoải mái. Hướng Mạn dựa lưng vào cánh cửa phòng tắm, bất giác thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên lồng ngực phía bên trái, cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập mất kiểm soát. Cô nhíu mày khó hiểu. Tại sao cô lại không thể bình tĩnh khi đứng trước hắn? Chẳng lẽ cô lại mắc bệnh tim mạch rồi ư? Hướng Mạn bị bản thân dọa cho giật cả mình, cô lắc đầu, đem hoài nghi và lo sợ dìm xuống, bắt đầu thay quần áo. Đợi đến lần kiểm tra sức khỏe tiếp theo, cô sẽ tìm một cơ hội để nhờ vả bác sĩ Thiệu. Còn bây giờ, cô sẽ giấu nhẹm đi để Tống Khương không cần phải lo lắng. Hiện tại, hắn đã phải chịu quá nhiều áp lực rồi. Một lát sau, Mạn, mở cửa. Tống Khương gõ cửa phòng tắm, chờ một lúc lâu mới thấy cánh cửa mở ra. Hướng Mạn lấp ló sau cánh cửa, trên người chỉ quấn đông một chiếc khăn tắm để lộ xương quai xanh quyến rũ, cùng đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn. Hắn nóng mắt, âm thầm nuốt nước bọt,
Yết Hầu chậm rãi lăn một cái, cổ họng bỗng trở nên khô khốc, vươn cánh tay thon gọn ra phía trước. Hứa Mạn đỏ mặt, ngại ngùng lên tiếng: "Chú, quần áo..." "Bé này." "Dạ." "Tối thấy em mặc thế này đẹp hơn đấy." "Sao chú có thể nói ra lời biến thái như vậy với khuôn mặt tỉnh bờ chứ?" Hứa Mạn bị trâu chọc cho đỏ bừng mặt mũi, thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng, cờ dứt khoát giật lấy quần áo trên tay Tống Khương, sau đó liền trợn mắt với hắn: "Tối nay cháu sẽ ngủ riêng." "Dầm." Dứt lời, Hứa Mạn không chút do dự đóng cửa, bỏ lại Tống Khương vẫn còn đang ngơ ngác. Tống Khương giật giật khóe môi, hắn than thầm một tiếng khi nhận ra bản thân vừa mới nhấn vào nút tự hủy. Hứa Mạn muốn về phòng, nhưng căn phòng đó đã lâu không đụng đến rồi. Tuy rằng luôn có người dọn dẹp, nhưng chắc chắn cô sẽ ngủ không quen. Hơn nữa, căn phòng đó nhỏ hơn phòng ngủ của Tống Khương rất nhiều, hắn không muốn cô ngủ ở cái nơi bé tẹo ấy. Đưa mắt nhìn phòng tắm đóng kín, hắn cười khổ: "Tôi nhường phòng ngủ cho em, đừng giận nữa." Bên trong không hề có tiếng trả lời, vẫn một mực im lặng khiến nụ cười của hắn càng lúc càng méo mó. Đàn bà con gái khi giận dỗi quả nhiên đáng sợ, hắn sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không chọc giận cô nữa. Người đàn ông nói không với phụ nữ, suốt 26 năm cuộc đời, họ quyết tâm, lập lời thề, chó có thể chọc, nhưng bà xã tuyệt nhiên không thể. Hướng Mạn từ trong phòng tắm bước ra, bởi vì quá mệt mỏi nên đã tắm rửa một lượt. Cô mặc bộ váy lanh màu trắng mát mẻ, ngồi xuống giường, ngay cả tóc ướt cũng không thèm lau, từng giọt nước nhỏ giọt thấm ướt lưng váy. Lấy điện thoại được Tống Khương mua cho ra, Hứa Mạn bắt đầu xem trang tin tức. Cô xem chán chề, xem quá nhiều, cô bị cuốn vào một đống tin tức ngổn ngang, để rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trên màn hình hiện rõ tin tức chấn động, cậu ấm nhỏ Tống công khai cô vợ hảo môn trong buổi tiệc của Mạc Thị. Người đàn ông thần bí đã gián tiếp tặng cho Hứa Mạn một bộ váy, đi đến bên một chiếc siêu xe, vươn tay gõ cửa. Kính chắn gió hạ xuống để lộ gương mặt giống nhau nhiều đúc. "Em lấy thật đấy à?" "Em hơi nghi ngờ, muốn thử kiểm tra." Vừa nói, người đàn ông kia vừa đung đưa túi nị lồng đựng một vài sợi tóc của Hứa Mạn trong tay, đầy mắt lóe lên tia phấn khích không thể che đậy. Nhiều năm về trước, mẹ anh ta bị nghi ngờ ngoại tình sau lưng chồng, cho nên khi sinh ra một đứa con gái, nhà nội một mực không nhận đứa cháu này. Bà mẹ không thể chịu được sự tủi nhục này nên đã ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng gia đình người đàn ông lại một mực không buông tha, can thiệp vào công việc kinh doanh, khiến gia đình người mẹ phá sản, đứa con gái bị gửi đến cô nhi viện, sau đó hoàn toàn mất tích. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao đẹp, nhưng anh ta lại không có tâm trạng thưởng thức. "Anh, mẹ mất rồi, chúng ta phải thay mẹ chăm sóc em gái." Người anh ngồi trong xe trầm mặc một hồi. Không phải anh không muốn tìm kiếm em gái, mà là khi đến nhà cha mẹ nuôi em ấy, người ta nói em ấy mất rồi, cho nên anh không dám hy vọng, cũng không đủ dũng khí để cố chấp giống em trai. Thẩm Bắc Quân thở dài một hơi nặng nề, cất giọng trầm trầm: "Đồng Quân, đem đi xét nghiệm đi, anh cũng muốn đặt cược một lần." Thẩm Đồng Quân gật đầu: "Được." Cho dù xác suất tìm thấy em gái trong biển người rộng lớn này xấp xỉ gần bằng không, cả hai vẫn muốn thử đặt cược một lần, biết đâu ông trời thường xót họ, cho họ được đoàn tụ với nhau. "Nóng, nóng quá." Hứa Mạn nằm mơ, mơ thấy bản thân lạc giữa một vùng hoang mạc rộng lớn, khắp nơi chỉ toàn đất cát, sỏi đá và ánh nắng gay gắt thiêu đốt da thịt. "Nóng." Tống Khương từ trong phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm theo khăn ướt, vừa nghe thấy tiếng của Hứa Mạn, hắn đã lao nhanh đến bên giường. "Nóng quá." "Nóng chết em." Tống Khương hừ lạnh, giọng nói đầy lãnh đạm, sẽ lẫn tức giận, thế nhưng hành động, cử chỉ lại dịu dàng vô cùng, hắn đắp khăn ướt lên trán Hứa Mạn, sau đó liền rời phòng, đi xuống nhà. Trông thấy bác quản gia,
Hắn gắt gỏng cau mày. Thiệu Phong đâu? Anh ta chết ở xó xỉnh nào rồi? Tôi đã gọi cho bác sĩ Thiệu rồi. Cậu ấy bảo đang tắc đường, chắc phải một lúc nữa mới đến được. Khốn kiếp! Tống Khương tức đến mức cơ thể run rẩy, đôi mắt phượng đỏ ngầu hằn từ máu, hàm răng trắng bóc không ngừng ma sát với nhau tạo ra âm thanh ken két. Lệ Tuyết ngồi trên ghế sofa, trên mặt không giấu nổi sự lo âu bồn chồn, thế nhưng là người lớn tuổi, tâm trí bà vững hơn con trai rất nhiều. Giấu đi sự lo lắng sốt ruột, bà lên tiếng khuyên bảo: "Khương, bình tĩnh, con bé bị cảm chứ có phải mắc bệnh nan y đâu, mày làm như kiểu sắp thành quá phủ ấy." "Con không bình tĩnh được, mẹ." Tống Khương thở hắt một hơi nặng nề, kích động nói: "Em ấy bị bệnh, tâm con sẽ đau." Lệ Tuyết thở dài một hơi, sau trước kia bà không nhận ra thằng con quý tử của mình cũng có một mặt thâm tình thế này chứ. Bà đứng dậy, vỗ vai Tống Khương như một lời trấn an, sau đó liền đi vào bếp nấu cháo cho Hướng Mạn. Dù sao cũng là con dâu tương lai, bà phải chăm đến khi cô có thịt thà mới thôi, chứ nhìn cô gầy yếu, bà đau lòng. Một lát sau, vừa thấy bóng sáng của Thiệu Phong, Tống Khương đã không chút nề mặt nào, gấp gáp kéo anh ta đến phòng mình. Đẩy cửa đi vào, hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt phức tạp nhìn Hướng Mạn đang mê man trên giường lớn. Hắn sốt ruột hỏi Thiệu Phong: "Sao rồi?" "Còn mẹ nó, cậu thật sự coi tôi là thần y tái thế đấy hả? Vừa nhìn liền muốn tôi chẩn đoán." Thiệu Phong than thầm trước sự điên cuồng của Tống Khương. Anh ta biết khi yêu, trí thông minh của con người sẽ giảm đi một nửa, nhưng hắn chắc chắn là trường hợp đặc biệt, thông minh đã giảm xuống mức âm luôn rồi. Bỏ qua mấy lời lại nhải vô nghĩa của Tống Khương, Thiệu Phong bắt tay vào việc khám bệnh. Một lát sau khi kiểm tra, anh ta mới lên tiếng: "Cảm mạo thôi, uống thuốc, nghỉ ngơi một hai hôm là sẽ hết bệnh." "Ờ, được rồi, vậy đi." "Tình nghĩa anh em đâu, sáng sớm tôi đã tức tốc chạy đến đây, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, lợi dụng xong lại muốn đá tôi đi, thằng xanh này." Thiệu Phong nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức có thể dùng ánh mắt đoạt mạng Tống Khương cả trăm ngàn lần. Trong ba người Mạc Đình Cảnh, anh ta và Tống Khương, hắn chính là người nhỏ tuổi nhất. "Tuổi còn nhỏ mà đã dám lao liếu thế rồi, tức chết." Tống Khương không để tâm đến việc bản thân bị mắng là thằng xanh, chỉ một mực đuổi cái gai trước mắt đi. Có người ở đây cản trở, hắn làm sao có thể ôm hôn Hướng Mạn được. Thiệu Phong thở dài bất đắc dĩ, nói lý với kẻ có tình yêu, vậy thì người chịu thiệt sẽ là người độc thân vui tính như anh. Dặn sau một chút, Thiệu Phong xoay người rời khỏi phòng. Lúc Hướng Mạn tỉnh dậy từ trong cơn mê đã là quá trưa. Cô chống tay ngồi dậy, cảm nhận cơ thể vô lực, toàn thân rã rời, trên người mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo, khiến Hướng Mạn nhíu mày khó chịu. "Thật bẩn, cô muốn đi tắm." Hướng Mạn theo bản năng muốn đứng dậy đi đến phòng tắm, liền nghe thấy bên tai vọng đến giọng nói đầy nghiêm khắc: "Em ngồi yên đấy cho tôi." Hướng Mạn giật mình, toàn thân căng cứng không nhúc nhích, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong giọng nói kia có nghiêm khắc xen lẫn lửa giận vô hình, khiến lòng cô thấp thỏm không yên. Tống Khương từ bên ngoài đi vào, ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn Hướng Mạn một lượt, xác định cô không sao mới lên tiếng giáo huấn: "Biết lỗi chưa?" Biết rồi ạ." Bị dáng vẻ đầy sát khí của Tống Khương dọa cho sợ hãi, Hướng Mạn lắp bắp nhận lỗi. Dù sao chuyện này cũng là cô sai, là do cô chủ quan, không biết cách chăm sóc bản thân. Cũng có lẽ bởi vì Tống Khương quá mức chiều chuộng, cho đến Hướng Mạn mới nảy sinh tâm lý ỷ nại, cái gì cũng muốn dựa dẫm hắn. Lúc nghĩ đến điều này, Hướng Mạn giật mình sửng sốt, trên mặt tràn đầy kinh hãi, có biến hóa to lớn như vậy, thế mà cô lại không hề nhận ra. Nhìn thấy biến hóa đặc sắc trên khuôn mặt ngây ngô của Hướng Mạn, Tống Khương âm thầm nhận định cô đã biết lỗi, vươn tay xoa đầu cô, lại sờ trán đo nhiệt độ, cảm thấy nhiệt độ đã giảm, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, giọng nói cũng vì thế mà bớt đi một phần nghiệp khắc: "Bây giờ em chỉ có thể lau qua người, không thể tắm."
Vâng. Vậy cho tôi vinh hạnh được lau người em nhé. Bằng tất cả sức lực còn sót lại, Khứa Mạn xúc động lật tràn đạp Tống Khương một cái. Cậu trợn mắt lườm hắn, rõ ràng là tức giận, thế nhưng hắn lại có cảm giác trái tim như bị khều nhẹ một cái. Ngứa ngáy, thật khó chịu. Tống Khương khom lưng, chống hai tay lên giường, đem cơ thể nhỏ bé của Hướng Mạn bao trọn trong lòng. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của hắn vang lên trên đỉnh đầu. Bé Cường, em to gan. Chú, giận à? Không. Hướng Mạn nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của Tống Khương, trái tim như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, vì căng thẳng mới chịu yên phận, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn đã cất giọng. Còn hơn cả giận. Khứa Mạn nghe mà rén, cố hoảng sợ, hệt như con rùa rụt cổ, nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Trong thầm thầm, cố hạ quyết tâm, nếu hắn làm bậy làm bạ, vậy thì cô sẽ dùng cả cái mạng nhỏ này quyết chiến với hắn. Dù sao trong lòng cô hiện tại, hắn cũng là người không đứng đắn, hắn sa đọa rồi. Thế nhưng, may mà nhân cách của hắn chưa thoái hóa đến mức trở thành cẩm thú, hắn vẫn còn biết cách kiềm chế bản thân. Tống Khương vươn tay ấn đầu Hướng Mạn vào lồng ngực mình, mùi hương đặc trưng rất nhanh sâu thẳng vào khoang mũi cô. Hắn thì cắm lên đỉnh đầu cô, chậm rãi nhả từng miếng. Lần sau đừng nhìn tôi như vậy. Tại sao? Nghe lời. Hướng Mạn ngậm miệng, cô không phải không muốn hỏi mà là không dám hỏi. Lời nói đơn giản của Tống Khương sẽ lẫn một ít cảnh cáo, khiến cô không thể không nghe theo. Cô cảm thấy hắn không chỉ không đứng đắn, còn hung dữ nữa. Hướng Mạn hơi hoảng, rụi rụi vào lồng ngực Tống Khương, làm nũng lấy lòng. Chú, có phải chú hết thương cháu rồi không? Nếu vậy, tôi đã quẳng em ra được. Vừa nói, Tống Khương vừa vỗ nhẹ lên mông Hướng Mạn một cái. Giọng nói của hắn khàn đặc, cổ họng đã khổ khốc, miệng đang ngắt. Con người u tối, thầm sâu, không giống người bình thường. Hắn vì vài hành động nhỏ nhặt của cô mà động tình. Thế nhưng, cô bé của hắn quá ngây thơ, quá trong sáng, không hề phát giác ra sự bất thường. Tống Khương thở ra một hơi nặng nề, khẽ than. Mạn, bao giờ em mới lớn đây? Cháu đã lớn rồi. Tuy không nhớ chính xác bản thân bao nhiêu tuổi, nhưng dựa vào việc hắn không để bản thân đi học, cô đoán bản thân đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Nếu không, một người lo cho cô từng chút một như hắn sẽ không bỏ sót một chuyện quan trọng như vậy. Tống Khương buông Hướng Mạn ra, sau đó liền dùng tay che tầm nhìn của cô. Dáng vẻ hiện tại của hắn, cô mà nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa sợ chết khiếp. Tay Tống Khương rất lạnh, chạm vào da thịt nóng ấm của Hướng Mạn, khiến cô hơi rùng mình, tầm nhìn bị che đi, bóng tối bùa vây, khiến cô trở nên nhạy cảm hơn. Hướng Mạn thấp thỏm. Chú... Lát nữa, sẽ đem cháo lên cho em. Phải ăn hết. Ăn xong ngoan ngoãn nghỉ ngơi, biết chưa? Dạ. Hướng Mạn ngoan ngoãn dạ vâng. Nhiều lúc, cô chỉ muốn thốt lên. Chú là cha cháu hay sao mà quản nhiều chuyện thế? Nhưng hắn quản là vì tốt cho cô. Cho nên, mỗi lần như thế, Hướng Mạn đều kiềm nén xúc động mà nuốt lời vào lòng. Tống Khương hai lòng gật đầu, khóe miệng chậm rãi cong lên. Ngoan, khỏi bệnh, sẽ dẫn em đến một nơi. Nơi nào ạ? Công viên, khu mua sắm, Tống Thị, Thủy Cùng. Tống Khương đều đã đưa cô đến ít nhất một lần kể từ lúc mới quen rồi. Cho nên Hướng Mạn thật sự tò mò lần này hắn sẽ dẫn cô đến đâu. Đáy mắt hắn lóe lên tia thần bí. Cô nhị viện. Tống Khương cùng Hướng Mạn đi đến gặp viện trường, hỏi qua mới biết nơi này 5 năm trước đã được sửa sang, đổi mới, không còn sáng vẻ ngày trước nữa. Viện trường cũng không phải người trước đây, ngay cả bà sơ cũng không sống nữa. Ở nơi mới mẹ này mà có thể tìm được dấu tích của Hướng Mạn, Tống Khương sẽ cảm thấy vô cùng may mắn. Vốn dĩ, hắn đưa cô đến đây là mong muốn cô có thể nhớ được chút ít gì đó trong quá khứ. Thiệu Phong nói, người mất chỉ nhớ tạm thời, có thể sẽ không nhớ được những gì xảy ra trong thời gian gần, nhưng có thể ký ức hồi nhỏ vẫn sẽ động lại. Thế nhưng hiện tại, Tống Khương cảm thấy khả năng cố nhớ lại
thấp đến tuyệt vọng. Hứa Mạn không hiểu nguyên nhân sâu xa Tống Khương đưa mình đến đây, cứ rơi vào suy tư. Tống Khương cũng đã 26 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn chưa có ý định lập gia đình, cho nên Hứa Mạn to gan lớn mật suy đoán hắn đến đây để nhận nuôi một đứa trẻ, để cho cuộc sống độc thân bớt vô vị. Thật ra Hứa Mạn cảm thấy suy nghĩ này không tồi, có thêm một người bầu bạn, cuộc sống của cô cũng sẽ bớt tẻ nhạt. Mặc dù đây mới chỉ là suy đoán, thế nhưng Hứa Mạn vẫn rất lớn mật kéo tay áo Tống Khương, cưỡng chân thủ thì bên tai hắn. Chú ơi, chú muốn nhận con nuôi à? Hả? Tống Khương bước hụt, suýt chút nữa thì đã ngã nhào về phía trước. Hắn nhìn Hứa Mạn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy khó tin. Bởi vì ý nghĩa câu nói mà hắn nghe được không hề giống suy nghĩ của Hứa Mạn. Cô muốn có con với hắn. Nuốt nước bọt, giấu đi sự vui mừng khó tả trong lòng, Tống Khương nắm lấy cổ tay Hứa Mạn, vừa kéo cô vừa nói. Đi, đi chọn một đứa. Hứa Mạn cười trùm, quả nhiên hắn muốn làm cha rồi. Em muốn nhận nuôi đứa nào, anh cho em chọn. Hứa Mạn nhìn đám trẻ con đang nô đùa trước mặt, sự quen thuộc vô sành bỗng dâng lên trong lòng, lắc lắc đầu nhỏ, cô tỉ mỉ quan sát, đánh giá từng đứa trẻ một. Một lúc sau, cô chỉ tay về phía đứa trẻ tách biệt với đám đông. Tống Khương đưa mắt nhìn theo, sau đó liền cau mày. Đó là một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, nó im lặng đến đáng sợ, khác biệt với tất cả những đứa trẻ khác. Dường như nó trưởng thành hơn so với tuổi, chắc hẳn là một đứa bé thông minh. Tống Khương gật đầu hài lòng, vươn tay xoa đầu Hứa Mạn, sau đó liền khen ngợi. Có mắt nhìn. Hi hi, cháu chỉ thấy thằng bé đó đẹp trai nhất thôi. Hắn đột nhiên cảm thấy đứa bé kia thật ngứa mắt. Bên ngoài cô nhi viện, một chiếc Ferrari chậm rãi dừng lại. Thẩm Bắc Quân và Thẩm Đồng Quân bước xuống xe, dạo bước đi vào trong. Vừa đi, Đồng Quân vừa hỏi, anh có chắc sẽ có manh mối ở đây không? Anh suy đoán thôi, mẹ là người cẩn thận, trên người em gái sẽ có đồ vật chứng minh thân phận, hoặc là ở đây có người giữ nó. Thẩm Đồng Quân gật đầu. Năm đó em gái bị đưa đến cô nhi viện cũng đã tròn 3 tuổi rồi, cho nên ít nhiều mẹ anh ta cũng sẽ nói cho em gái biết thân phận của mình. Hứa Mạn là thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm, nếu cô đã trưởng thành mà không chịu đến Thẩm gia, vậy thì có hai khả năng, không muốn đến hoặc mất trí nhớ thôi. Em trai, xin chào, bọn chị muốn nhận nuôi em. Ánh mắt đứa bé hơi dao động, nó ngẩng đầu nhìn Hứa Mạn nghi hoặc hồi lâu. Thằng bé nhíu nhíu lông mày, hệt như một ông cụ non đánh giá. Không được, chị xấu quá, mẹ tôi phải xinh phải đẹp. Hứa Mạn nghĩ vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Còn Tống Khương thì nghĩ, mắt mù hay sao mà bảo vợ tao xấu hả? Tranh chấp và thuyết phục một hồi, cậu bé cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tống Khương cười lạnh trong lòng, lần đầu có một kẻ dám ở trước mặt hắn dò thói kiểu căng như vậy, hơn nữa còn là một thằng nhóc, so với Hứa Mạn đúng là một cọng lông trần cũng không bằng. Trái ngược với vẻ mặt u ám của Tống Khương, Hứa Mạn lại kích động đến phát điên rồi. Cô vươn tay nhấc bồng thằng bé lên, xoay xoay mấy vòng. Chóng mặt mẹ. Hứa Mạn cong môi cười, cúi đầu đặt lên trán thằng bé một nụ hôn. Còn nhẹ quá, về nhà mẹ sẽ nuôi béo con. Lúc này trong lòng cô hoàn toàn không cần nhắc đến tương lai sau này. Nếu như cô và hắn không kết hôn, không trở thành vợ chồng, đứa bé này sẽ đi cùng ai đây? Tống Khương lại càng không có khả năng nghĩ đến chuyện này, bởi vì trong thâm tâm hắn, Hứa Mạn từ đầu đến cuối đều là vợ nhỏ hắn nhất mực cưng chiều, cho nên thấy cô hôn một người đàn ông khác, sắc mặt hắn lên xa sầm. Đôi mắt phượng lơm thẳng còn như muốn bắn ra tia lửa, nếu ánh mắt có thể dùng để đoạt mạng người, thằng bé có lẽ đã đến gặp Diêm Vương điểm xanh trăm lần rồi. Con trai đúng là tình địch của cha mà. Vợ của hắn không ai có thể cướp, ngay cả con trai cũng không được. Tuy đã ghen đến mức hai mắt nổ đồng đốp, nhưng Tống Khương vẫn cố gắng khống chế con thú điên cuồng đang muốn sổng chuồng trong người.
Hắn thở hắt một hơi, nhìn Hướng Mạn chằm chằm. Hiếm khi cô cười vui vẻ như vậy, hắn không muốn phá hỏng bầu không khí, càng không muốn phá nát niềm vui của cô. Một lát sau, Hướng Mạn bế con mỏi tay lên sau trọng trách cao cả này cho Tống Khương. Hắn không nói một lời, liền vác thằng bé lên vai, khiến cô và con giật thót tim. Hướng Mạn hoảng hốt hỏi tình hình con trai, xác định thằng bé không sao, mới quay sang lườm Tống Khương cảnh cáo. Chú coi chừng cháu đấy. Được rồi. Vợ quản nghiêm, hắn không thể không nghe lời. Con trai được Tống Khương vác trên vai, ngơ ngác nhìn màn đối thoại của hai người. Cậu bé vốn rất thông minh, cho nên có nghi hoặc liền im lặng suy nghĩ. Chỉ là càng nghĩ càng thấy không đúng lắm. Là cha mẹ của bé, vậy chẳng phải là vợ chồng sao? Tò mò, thằng bé lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, sao mẹ lại xưng cháu, gọi chú vậy? Hướng Mạn suýt chút nữa, bước hụt. Vấn đề này cô cũng không biết nên giải thích sao nữa. Tìm đại một lý do, nói cô và hắn chưa kết hôn, hay nói là do ngựa quen đường cũ, gọi thuận miệng nên không bỏ được. Càng nghĩ càng thấy trẻ con và vớ vẩn, thông minh như con trai cô sẽ không bị lừa đâu. Hướng Mạn thở dài một hơi, nhìn Tống Khương cầu cứu. Hắn cười rộ lên, khóe mắt cong cong, nhìn thằng bé hóm hình trên vai. Hắn chậm rãi giải thích. Thật ra mẹ con thích chơi trò đóng giả, muốn làm cháu gái một lần. Vì yêu mẹ con nên cha mới đồng ý. Ra vậy, mẹ thật là trẻ con. Sau này nếu mẹ muốn làm vợ con cũng sẽ chiều mẹ như cha. Tống Khương và Hướng Mạn đen mặt. Bên ngoài cổng cô nhi viện, viện trưởng đích thân đón tiếp anh em nhà họ Thẩm. Cô nhi viện Kim Dương là do Thẩm phu nhân quá cố dùng tiền quỹ của bản thân gây dựng. Đây là bí mật chỉ có một vài người biết đến. Viện trưởng dầu dĩ nói. Viện trưởng tiền nhiệm đợi hơn 10 năm cũng không đợi được hai vị. Trước khi đi, bà ấy có để lại cho tôi thứ này, dặn tôi khi nào người Thẩm xa đến thì phải đưa. Thẩm Bắc Quân cầm lấy cuốn nhật ký, nhíu mày, là nhật ký của mẹ anh. Cùng lúc, Tống Khương và Hướng Mạn ôm con trai đến tìm viện trưởng. Trông thấy cuốn nhật ký, đầu óc Hướng Mạn bỗng đau như bố bổ, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù, không còn bất cứ âm thanh nào. Sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, tầm mắt bỗng tối đen như mực. Không biết qua bao lâu, lúc Hướng Mạn mở mắt tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh đã trở nên xa lạ. Không có Tống Khương, không có cô nhi viện khang trang mới xây, không có viện trường. Có, chỉ có một khu vườn nhỏ, một chiếc xích đu cùng một người phụ nữ. Hướng Mạn vừa bất an, vừa cảm thấy khó hiểu, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện bản thân như chúng tà thuật, không thể nói được. Cô trợn mắt, nhìn một bé gái 2-3 tuổi bước từng bước chậm chạp về phía người phụ nữ. Trên khuôn mặt ngây ngô tràn đầy niềm vui sướng khó tả. Mẹ, mẹ ơi! Hướng Mạn giật mình, tuy rằng bé gái vẫn chưa trưởng thành, song vẫn có một vài nét trên khuôn mặt quả thật rất giống cô, ví như đôi mắt, đôi môi, hai cái mà lúm đồng tiền. Tiếp đến, cô lại nhìn thấy người phụ nữ ôm bé gái vào lòng, chiều chuộng mà xoa đầu. Cô bé ngước đôi mắt to tròn, ngập nước, nhìn mẹ mình. Cái miệng xinh hơi trù lên. Mẹ ơi, sữa, con muốn uống sữa. Ừ, mẹ lấy cho con. Thịch. Hướng Mạn đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Giọng nói của người phụ nữ kia vừa khàn khàn, vừa nhốm màu buồn bã. Nhưng vì sao lại có ảnh hưởng to lớn đến cô như vậy? Chính cô cũng không rõ. Nhìn bé con ngoan ngoãn uống sữa, người phụ nữ cố gắng đem nỗi buồn cất giấu vào sâu trong lòng, chậm rãi dặn dò. Mạn Mạn ngoan, mẹ sắp phải xa con, nhưng con phải nhớ, con vẫn mãi là con của mẹ. Dạ, bé gái ngây thơ cười. Mẹ cứ đi đi ạ, à, con chờ mẹ. Cô bé ấy tuổi tác không lớn nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng. Khung cảnh trước mặt lần nữa thay đổi. Lần này Hướng Mạn thấy người phụ nữ dẫn bé gái đến cô nhi viện Kim Dương, đưa một cuốn sổ cho cô bé, sau đó lại nhìn viện trưởng. Tiểu Mạn, sau này nhớ cả vào bác. Được. Người phụ nữ gật đầu, dù lại cúi đầu nhìn bé gái, giang tay ôm con vào lòng, luyến tiếc hơi ấm của con. Con gái ngoan, con là thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm. Mẹ bất tài vô dụng,
không thể cho con cuộc sống tốt đẹp, nhưng hai anh của con rất giỏi. Sau này, chúng nhất định sẽ đến tìm con. Cầm lấy nhật ký của mẹ, chúng chắc chắn sẽ nhận ra con. Lúc này, cô bé đã không biết phải nói lời gì, hay chính xác là bị thương đến nỗi không thể cất thành lời. Bé con cứ thế ôm chặt lấy mẹ, khóc thảm thương cho đến khi ngất lịm vì mệt lạ. Cảnh tượng trong mắt cứ thế thay đổi, biến hóa, hết mơ ảo rồi lại trở nên rõ ràng. Một lúc lâu sau, Hướng Mạn trông thấy cô bé được một cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi. Người vợ ôm bé gái vào lòng, sung sướng vô cùng, miệng còn liên tục nói: "Từ giờ con là con gái của mẹ, cha con họ Hướng, nghe viện trưởng nói con tên là Mạn, vậy mẹ liền gọi con là Hướng Mạn." Ầm ầm, Hướng Mạn hoảng sợ, hai mắt mở lớn vì kinh ngạc, sắc mặt cô thoáng chốc trắng bệch, hệ thần kinh như tê liệt hoàn toàn. Người phụ nữ kia vừa nói gì? Cô bé kia tên là gì? Hướng Mạn. Hướng Mạn không phải là tên của cô sao? Hướng Mạn, Hướng Mạn, Mạn, em tỉnh lại cho tôi. Tùng Khương giống như một kẻ điên, mất sạch kiên nhẫn. Hắn vỗ vỗ mặt cô, gọi tên cô đến cả trăm lần, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Thẩm Bắc Quân cảm thán sự điên cuồng của Tống Khương, lại nghĩ cho khuôn mặt của em gái, lên nhanh chóng cản ngăn. Bình tĩnh, rồi con bé cũng sẽ tỉnh lại thôi. Thẩm Bắc Quân lên tiếng. Đúng đấy, đừng vội nữa, đau hết má rồi kìa. Thẩm Đồng Quân tiếp lời. Ngay khi Tống Khương định mở miệng cãi nhau, thì một tiếng rất khẽ đã vang lên, thu hút sự chú ý của hắn. Hướng Mạn khó khăn mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai đầy hốc hác và lo lắng của Tống Khương. Cô họng cô khổ khóc. Chú. Cô quay đầu phát hiện trong phòng vẫn còn hai người cô gặp ở cô nhi viện, còn rất giống người cô gặp ở Mạc Thị đêm đó. Thẩm Đồng Quân kích động nói. Xin chào, lại gặp nhau. Anh trai. Thẩm Bắc Quân, Thẩm Đồng Quân, Tống Khương đều ngạc nhiên. Hai anh em nhỏ Thẩm sửng sốt hồi lâu, đầu choáng váng như bị búa đập mạnh một phát. Thẩm Bắc Quân tay chân lóng ngóng chạy đến bên giường, một chân khuỵu xuống, hốc mắt đã đỏ hoe. Bàn tay tinh xảo run rẩy nắm lấy cổ tay gầy gò của Hướng Mạn. Thẩm Bắc Quân há miệng hồi lâu nhưng lại chẳng thể nói lên lời, kinh ngạc, vui sướng, xúc động khiến anh không biết nên dùng câu từ nào để diễn tả. Hướng Mạn cười cười. Trông anh ngốc quá. Cái con bé này. Thẩm Bắc Quân bị làm cho tức điên, lập tức phản bác, đè mắt là một biển dịu dàng. Thẩm Đồng Quân xảo bước đến bên anh em của mình, gãi gãi đầu, khó khăn lên tiếng. Anh không cố ý lừa em đâu, chỉ là lúc đó chúng ta không quen biết, anh lại có chút nghi ngờ nên mới... Em hiểu, em không trách anh. Thẩm Bắc Quân lấy ra trong túi quyển nhật ký của mẹ, đưa lại cho Hướng Mạn. Cái này vốn thuộc về em. Em gái, tuy hơi đường đột, nhưng anh mong em sẽ nhanh chóng tiếp nhận thân phận của mình. Tống Khương đứng một bên, cảm thấy bản thân vô hình trong căn phòng này nên không chút do dự mở cửa rời đi, để lại cho anh em nhà họ Thẩm không gian riêng. Vừa bước ra khỏi phòng, đập vào mắt hắn là một cậu bé đã đứng tựa lưng vào tường đợi sẵn. Tống Khuyết Dương nhìn Tống Khương. Mẹ sao rồi ạ? Tỉnh rồi, mẹ con nhớ lại rồi, một lát nữa hãy vào thăm mẹ. Vâng, Khuyết Dương gật đầu. Hứa Mạn hôn mê hai ngày một đêm, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Khuyết Dương từ một đứa trẻ mồ côi đã có tên, có gia đình, có sự chấp nhận của gia đình. Tống Khương cũng dành chút thời gian kể chi tiết mọi chuyện của hắn và Hướng Mạn cho Khuyết Dương nghe. Hắn mong muốn con trai sẽ đứng xa để kéo khoảng cách hai người lại gần nhau hơn. Tống Khuyết Dương im lặng hồi lâu, suy nghĩ như một ông cụ non. Vậy cha với mẹ... Tống Khương cười nhạt, con người tối đi, không thể nhìn rõ suy nghĩ của hắn. Cha sẽ không buông tay. Hắn có đầy đủ tài nguyên và điều kiện để hạ gục một cô gái. Tuy rằng Hướng Mạn hơi khác một chút, nhưng hắn không tin không chiếm được trái tim cô. Huống hồ hắn vẫn còn tuyệt chiều. Thấy cha nhìn mình, Tống Khuyết Dương lập tức gật đầu, kiên định lên tiếng. Con sẽ giúp cha. Mẹ là mẹ của con, không thể để mất được.
Khuyết Sương rất thích gia đình nhỏ này, nó tốt hơn gấp vạn lần cái gia đình trước kia của cậu. Tống Khương biết cậu bé có nhiều vấn đề, nhiều bí mật vẫn còn giấu hắn, nhưng hắn không điều tra, càng không gặng hỏi. Là con trai của hắn, hắn sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Một ngày nào đó, Tống Khuyết Sương sẽ đích thân nói ra mọi chuyện. Gần 2 tiếng sau, anh em nhà họ Thẩm mới luyến tiếc ra về. Hai cha con Tống Khương lập tức chạy vào phòng, một lớn một nhỏ vây xung quanh Hướng Mạn. Tống Khuyết Sương bật chế độ còn ngoan, cuống cuồng hỏi Hàn: Mẹ ổn chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không ạ? Mẹ có đói không? Con xuống kêu thím Dung nấu cháo nhé. Tống Khương nhìn con trai ríu rít như một chú chim non, sắc mặt bỗng chốc xa sầm, hỏi thăm thì thôi đi, đằng này còn cướp tất cả lời thoại của hắn nữa chứ. Hắn biết nên mở lời thế nào đây. Hướng Mạn bật cười, xoa đầu Khuất Sương, nói mình đói rồi, hai ngày không ăn không uống, nói không đói, chỉ có thể là bốc phét mà thôi. Tống Khuất Sương gật đầu như đúng rồi, ba chân bốn cẳng chạy bịch bịch xuống tầng kêu thím Dung nấu cháo. Hướng Mạn đảo mắt nhìn Tống Khương, chợt nhận ra hắn đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng xanh xao, giống như ngủ không ngon. Cậu hôn mê hai ngày một đêm, hắn cũng khổ sở bấy nhiêu thời gian. Chú ơi! Mạn, cháu muốn về Thẩm gia. Cánh tay vươn ra khựng lại giữa không trung, Tống Khương hạ mắt, dụ mì, thu hết biểu cảm trên khuôn mặt Hướng Mạn vào mắt. Cô có nhà rồi, có nơi để về rồi, cho nên cô muốn rời đi sao? Hướng Mạn nắm lấy bàn tay hắn, ngước mắt nhìn Tống Khương, cô chậm rãi nói, giọng đều đều. Anh cả nói, ông bà rất muốn gặp cháu, cháu cũng muốn đến gặp bọn họ một lần. Tống Khương lặng thinh hồi lâu, hắn muốn để Hướng Mạn trở về nhà, về gặp người thân ruột thịt, nhưng đồng thời hắn cũng muốn ích kỷ giữ cô lại, ràng buộc giữa cô và hắn lòng lẻo như vậy, lỡ cô bỏ hắn mà đi thì sao? Hắn không đủ tự tin để đánh cược, cũng không dám chắc bản thân sẽ chiến thắng. Tống Khương không biết liệu rằng Hướng Mạn có yêu hắn hay không, yêu hắn như hắn yêu cô vậy. Hướng Mạn đương nhiên nhìn xa cảm xúc phức tạp trong đôi mắt hắn, cô cong môi cười cảm đoàn: Cháu sẽ đến tìm chú. Chú đừng làm bộ mặt khó ở thế chứ. Tống Khương bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, cô gái nhỏ của hắn không tìm không phủi, về hắn đành phải nỗ lực theo đuổi thôi. Dù sao cũng không thể để bảo bối của hắn rơi vào tay thằng đàn ông khác được. Hắn thỏa hiệp gật đầu. Bao giờ em đi? Tối nay, anh hai bảo xong việc sẽ qua đón cháu. Tống Khương chán nản, hắn chẳng còn bao nhiêu thời gian ở bên cô nữa rồi. Tống Khương bế Hướng Mạn rời giường, ôm cô xuống tầng, đi vào phòng ăn, mùi cháo thơm nồng xộc thẳng vào mũi, kích thích vị giác. Ọt ọt, cái bụng sũng, biểu tình đúng lúc khiến Hướng Mạn đỏ bừng mặt, xấu hổ gục mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Tống Khương. Hắn bật cười thành tiếng, đặt cô ngồi xuống ghế. Tống Khuyết Sương ngồi trên ghế, đung đưa chân, thích thú nhìn cha mẹ mình diễn sâu ân ái, trong lòng cảm khái một tiếng. Tình cảm của cha mẹ thật tốt. Khuyết Sương kéo vạt áo Hướng Mạn, khoe khoang. Mẹ, con có tên rồi, con là Khuyết Sương, mẹ gọi con Tiểu Sương là được. Được. Hướng Mạn cười nhẹ, xoa đầu con trai nhỏ, cảm giác thằng bé đã hoàn toàn khác so với lúc ở cô nhi viện. Không biết Tống Khương đã dùng cách gì để khai thông tư tưởng cho thằng bé trong hai ngày vừa qua nữa. Có đói không? Ăn chung với mẹ nhé. Dạ. Tống Khương nhìn một màn mẹ con thâm tình, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Tại sao không mời hắn cùng ăn? Lẽ nào hắn so với một đứa trẻ cũng không bằng? Tống Khương hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, chống cằm lượm cô. Hướng Mạn đầu hiện lên số 3 chấm, không hiểu hắn vì sao lại lên cơn. Mất một lúc lâu sau, hệ thần kinh thô của cô mới kịp phản ứng, cười ngọt ngào lấy lòng. Chú cũng ăn nhé. Em mời tôi ư? Tất nhiên rồi, trong lòng cháu, chú là tuyệt nhất. Không mời chú thì quả là thiếu sót. Coi như em thức thôi. Nói xong, Tống Khương vui vẻ cười một tiếng, sau đó liền kêu thím Dương lấy thềm bát. Sao đột nhiên chú ấy trẻ con dữ vậy? Hướng Mạn nghĩ. Tối hôm đó, như đã báo trước,
Thẩm Đồng Quân lái xe đến biệt thự Tống gia, đón Hướng Mạn về nhà họ Thẩm. Lúc rời đi, chẳng biết vì lý do gì, Tống Khuyết Dương cứ bám chặt lấy cô, năng năng không cho cô đi, còn mếu máo khóc lóc ăn vạ. Hướng Mạn nhìn Tống Khương cầu cứu, lại chỉ thấy hắn nhún vai, tỏ ý bất lực. Cô tặng cho hắn cái nhìn hiểu thấu hồng trần, sau đó cúi đầu nhìn Khuyết Dương. Hướng Mạn xoa đầu con trai nhỏ, dịu giọng: "Mẹ chỉ về nhà ngoại con thôi, đâu có bỏ rơi con đâu. Mẹ sẽ về sớm, thật đấy. Đừng nghe cha con nói bậy, ngoan ngoãn học tập." Khuyết Dương lắc lắc đầu nhỏ: "Không được, mẹ mà đi, cha sẽ đánh mồm con." "Vậy thì mẹ sẽ tống cổ cha con ra khỏi nhà." Hướng Mạn lườm hắn, đắc ý cười cười. Tống Khương nghe vậy liền bất ngờ: "Mạn, em thay đổi rồi." Tại Diên Thành, nhà họ Thẩm, Hướng Mạn theo chân Thẩm Đông Quân bước vào nhà chính của Thẩm gia, chứa con mắt tò mò của biết bao người. Hướng Mạn ngẩng cao đầu, tư thế hiền ngang, bước chân vững vàng, chẳng có lấy một chút sợ sệt. Nếu Tống Khương có mặt tại đây, chắc hẳn sẽ sửng sốt vì sự thay đổi chóng mặt này. Cô gái nhỏ hắn vẫn luôn được nhiều bảo vệ, thật ra không hề yếu đuối như hắn tưởng tượng. "Đến nơi rồi." Thẩm Đồng Quân dừng chân trước cửa phòng khách, nhẹ giọng: "Cha đang đợi ở trong, em không cần phải nể mặt ông ấy làm gì." Sở dĩ Thẩm Đồng Quân có thể bình thản nói ra lời bất hiếu này, căn bản bởi vì anh chẳng đặt người cha nhu nhược của mình vào mắt. Một người cha chỉ biết nghe lệnh ông nội, một người cha sẵn sàng đuổi đánh, hát hủi mẹ và em gái anh ta. Đồng Quân sớm đã không còn đặt bất cứ kỳ vọng nào lên người ông ta nữa rồi. Hướng Mạn gật đầu, cô hiểu rõ nỗi lòng của anh trai. Hơn nữa, với cô mà nói, người cha này căn bản chỉ là người xa lạ, không hơn không kém. Trên đời làm gì có người cha nào suốt mười mấy năm không tìm kiếm con mình chứ? Thẩm Đồng Quân để cửa phòng khách, giọng nói nội lực đành thép của Thẩm Bắc Quân lập tức vọng ra: "Tôi không quan tâm ông có nhận em gái hay không. Chà, hiện tại chủ nhân của nhà họ Thẩm là tôi. Ông không cần phải nhọc lòng bất cứ chuyện gì cả. Tôi thấy ông cũng lớn tuổi rồi, ông có muốn đến viện dưỡng lão sống quãng đời còn lại hay không?" "Mày..." Từng câu từng chỗ thốt ra từ miệng của Thẩm Bắc Quân đều ẩn chứa sự hận thù. Năm đó, sau khi mẹ anh ta ôm bụng lớn rời khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Hùng, cha anh ta lập tức đem người tình về nhà. Không bao lâu sau, Thẩm Đồng Quân, Thẩm Bắc Quân có thêm một người mẹ kế và một đứa em gái. Tuổi thơ của anh em cũng vì thế mà trở nên tăm tối. Cha không quan tâm, mẹ kế đánh đập. Ngày mẹ anh mất, người cha này không hề xuất hiện, càng không rơi lấy một giọt lệ. Thử hỏi, nếu người đàn ông trước mặt không nhẫn tâm, không vô tình, liệu rằng Bắc Quân và Đồng Quân có lạnh nhạt, vô tâm như hiện tại? Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí căng thẳng. Thẩm Bắc Quân quay đầu nhìn về phía cửa phòng, đáy mắt rất nhanh đã nhuốm đầy dịu dàng. Hướng Mạn là em gái anh, là người chảy dòng máu giống như anh, không phải kẻ mang nửa dòng máu hôi thối bẩn thỉu. "Em đến rồi, vừa nãy không làm em sợ chứ?" Thẩm Bắc Quân lên tiếng. Hướng Mạn cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý bản thân không có việc gì. Thẩm Đồng Quân kéo tay Hướng Mạn, cong môi cười: "Anh, em đưa em gái lên tầng xem phòng đây." "Được." Hướng Mạn theo Thẩm Đồng Quân lên tầng, không hề phát hiện ánh mắt của người cha ruột đang ghim chặt lên người mình. "Giống, đứa con gái này thật sự rất giống mẹ nó." "Hà hà." Thẩm Bắc Quân cười nhạo một tiếng. "Chà, bây giờ hối hận đã quá muộn rồi. Ông hãy ở viện dưỡng lão mà hối lỗi đi." 3 ngày sau. "Mạn này, anh muốn công khai thân phận của em với mọi người, em thấy có được không?" Thẩm Bắc Quân ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, vuốt cằm trưng cầu ý kiến. Ngay từ khi tìm được em gái, ý nghĩ này đã lóe lên trong đầu anh rồi. Thẩm Đồng Quân cũng không có ý kiến, nhìn chăm chăm vào Hướng Mạn. Bất kể cô có đồng ý hay không, anh đều sẽ ủng hộ cô. "Được, em nghe theo anh." Hướng Mạn bình tĩnh đáp. Trong thầm tâm, cô cảm thấy việc này là cần thiết. Huống hồ lần này cô về Thẩm gia chính là muốn cho bản thân một danh phận để đường đường chính chính sánh vai cùng Tống Khương và con trai.
Cùng lúc đó, Kinh Bắc Thành, nhà chính Tống Gia. Tống Ngụy, chủ nhân hiện tại của nhà họ Tống, đưa mắt nhìn Lệ Tuyết, bà bất đắc dĩ nhún vai, chậm rãi nói. Ông đừng nhìn tôi, tư duy của thằng Khương có cho kiềm cường, tôi cũng không hiểu được. Ông bà không hẹn mà cùng thở dài, đưa mắt nhìn chăm chăm căn phòng khóa kín. Từ ngày Hướng Mạn rời đi, ngoại trừ ăn uống, tắm rửa, Tống Khương đều nhốt mình trong phòng, Tống Khuyết Sương cũng bị hắn kéo vào cùng. Ông bà ai cũng tò mò, rốt cuộc thằng con trời đánh đang muốn làm chuyện gì. Nếu bây giờ một người đàn ông xin phương thức liên lạc của mẹ, cha sẽ làm gì? Đánh. Sai rồi. Khuyết Sương nhìn sách lắc đầu. Cha à, cẩm nang của vợ chủ thích, phụ nữ thích đàn ông tinh tế, lãng mạn và dịu dàng. Tống Khương nhíu mày, cảm thấy vừa phiền phức vừa đau đầu. Cho nên cách tốt nhất là kéo mẹ vào lòng, thể hiện mẹ đã là bông hoa có chủ, sau đó thay mẹ lịch sự từ chối người kia. Tiểu Dương chậm rãi đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn được ghi rõ trong cẩm nang. Thấy dáng vẻ suy sụp tinh thần của cha mình, thằng bé lại tiếp thêm sức mạnh. Chà, mẹ về Thẩm gia thì chắc chắn không bao lâu sau sẽ công khai thân phận, rồi sẽ có rất nhiều người theo đuổi mẹ. Cha phải cố gắng học tập, không thể để mẹ bị tình địch cướp đi được. Bị Tiểu Dương kích thích, Tống Khương một lần nữa hưng hực ý chí chiến đấu, không thể bỏ cuộc khả năng cao sẽ mất cả vợ lẫn con. Hắn cầm bút ghi chép cẩn thận, nóng vội nói, nhanh lên sang câu khác đi. Vâng ạ. Khuyết Dương lật sách sang trang mới, tiện thể nói, con sẽ nhờ cả chú Mạc đến làm cố vấn tình cảm cho ba. Thẩm tổng, Tống thị ở Kinh Bắc Thành muốn bắt tay hợp tác với chúng ta. Thẩm Bắc Quân ngẩng đầu không chút do dự, lập tức nói, thế thì hợp tác. Cái tính đa nghi của ngài đâu rồi? Thư Kỳ nghĩ. Bình thường mỗi khi có thế lực lớn yêu cầu hợp tác, Thẩm tổng nhà anh ta không nghĩ đông thì cũng nghĩ tây, còn tưởng tượng xa vô vàn viễn cảnh. Lần này hơi như hơi khác thường. Thêm vào đó, mấy ngày gần đây tâm trạng của Thẩm tổng rất tốt, không bóc lột sức lực hay hành hạ tinh thần cấp dưới. Chẳng lẽ mùa xuân của Thẩm tổng đến rồi? Nhưng mà nghe nói nhà họ ở Kinh Bắc Thành chỉ có duy nhất một người con trai, cho nên Thẩm Bắc Quân bị bè cong rồi ư? Thư Ký nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức tái mét, lúc xanh lúc trắng, vô cùng sinh động, quá đáng sợ. Thẩm tổng bao người ảo ước, vậy mà lại là... Khổ, cái đó, sếp à? Thư Ký hắng sâu một tiếng, lấy hết can đảm, bày tỏ thắc mắc. Ngài trên hay là dưới vậy? Thẩm Bắc Quân ngơ ngác. Mùa xuân của sếp đến rồi, bạn trai sếp còn là tổng tài trị giá 100.000 tỷ. Tỷ này quá chấn động, là một hủ nam lùng nằm. Tôi chỉ muốn hỏi... Dầm! Thẩm Bắc Quân tức giận đập bàn, sắc mặt đen xì, khó ở, như bị táo bón. Anh nghiến răng nghiến lợi, mắng. Bạn trai các con khỉ, trừ lương. Ngài khoan đã. Tăng ca một tháng. Đúng là từ bản. Ngày hôm sau, Hướng Mạn đến phòng thiết kế nổi tiếng dưới chỗ màu nhỏ Thầm để mày đò lễ phục, chuẩn bị cẩn thận cho tiệc ra mắt công chúng. Sau khi hoàn tất mọi việc, cô đẩy cửa rời đi. Vừa ra khỏi phòng thiết kế, một người đáng xa không nên xuất hiện ở đây lại đứng trước mặt cô. Hướng Mạn ngẩn người, sửng sốt một lúc. Chú, sao chú lại ở đây? Tống Khương khoanh tay, hử lạnh. Tôi nhớ em. Dạ. Nhóc con chết tiệt, em rời đi gần một tuần, ngay cả một tin nhắn cũng không chịu gửi cho tôi. Cho nên ngài là đến hỏi tội tôi sao? Hứa Mạn vô thức lùi lại một bước, sau đó lập tức nhíu mày. Không đúng, cô tránh cái gì, cô sợ cái gì chứ? Hứa Mạn ngẩng đầu nhìn Tống Khương, nghiêm túc giải thích. Cháu về Thẩm gia, sau đó còn phải đi làm các loại giấy tờ, gặp mặt họ hàng, cho nên không có thời gian, xin lỗi chú. Có mệt không? Tống Khương trực tiếp bỏ qua hai từ xin lỗi của Hướng Mạn, hắn nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới, xác định không mất đi miếng thịt nào mới thở phào một hơi. Cậu nhóc của hắn mất bao công sức mới nuôi béo được một chút, không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì ảnh hưởng sức khỏe được. Hướng Mạn cười hì hì, xoa xoa cái mũi, lắc đầu.
Không mệt, chú thì sao? Không có cháu, chú làm gì? Toàn thân Tống Khương bỗng chốc càng cứng, hắn do sự hội lâu, cánh môi mím chặt thành một đường, bộ não nhanh chóng bị một lý do sắp xếp từ ngữ, câu chữ. Đi làm, về nhà, còn cùng Tiểu Dương học tập. Lời này hắn hoàn toàn không nói sai, chỉ là không đủ rõ ràng mà thôi. Hắn quả thật cùng Tống Khuyết Dương học tập, chẳng qua học tập này có chút khác biệt. Tống Khương cũng không thể nói bản thân sắp bị cái cầm nang của vợ làm cho tức điên, cũng sắp bị Tiểu Dương chỉnh cho thê thảm. Nhắc đến Tiểu Dương, Hứa Mạn lại có chút nhớ con trai rồi, ngó trái ngó phải không thấy bóng sáng mình muốn gặp, cậu hơi nhíu mày nghi hoặc hỏi: thằng bé đâu rồi? Tống Khương mặt không đỏ, tim không đập, không chút đổi sắc nói dối: ở nhà họ Mạc, nó chơi rất thân với hai đứa trẻ nhà bên đó. Kỳ thực lán Tống cổ ôn thần này quả đó được bao lâu thì được, hắn muốn nghỉ ngơi, tiếp tục nhậm nháp và thầm thiêu cuốn cẩm nang của vợ kia, hắn sợ mình sẽ điền. Nhận được câu trả lời, Hướng Mạn cũng không nói gì, thu lại thất vọng đem giấu trong lòng, cố ngỏ ý: chú có muốn đi chơi với cháu không? Hiện tại Hướng Mạn thật sự không muốn trở về Thẩm gia để đối đầu với con riêng của cha, cô không đủ kiên nhẫn làm điều đó. Đầu óc Tống Khương nhảy số chóng mặt. Đi chơi, hẹn hò, nhóc con dù hắn đi hẹn hò. Tống Khương keo khóe môi, trong lòng vui như được mùa, ký được bản hợp đồng trị giá chục tỷ cũng không khiến hắn vui như lúc này. Nắm lấy tay Hướng Mạn, hắn dắt cô rời đi. Em muốn đi đâu? Quán bar. Tống Khương giật giật khóe môi, cảm thấy tai mình hỏng đến nơi. Bé ngoan của hắn sao lại muốn đặt chân đến những nơi hỗn loạn như vậy? Nhất định là từ khi trở về nhà họ Thẩm đã bị chịu hư. Hắn thở dài, quyết định làm công tác tư tưởng cho cô. Bé Mạn à, nơi đó hỗn loạn lắm, đủ loại người. Muốn khốn nạn có khốn nạn, muốn lẳng lơ có lẳng lơ, hoàn toàn không phù hợp với em. Chúng ta không đến đó, được không? Hứa Mạn lắc đầu. Cháu muốn đi, năm lớp 12, cháu cũng từng làm phục vụ ở quầy bar, không sao đâu. Tống Khương siết chặt tay, nỗi chua xót nảy sinh trong lòng. Nhóc con nhà hắn quá đáng thương, quá bất hạnh. Quá khứ, chắc hẳn cô đã bất lực, đã tự ti, đã yếu đuối rất nhiều. Cũng may, mất chỉ nhớ một lần, nhớ lại mọi chuyện, tất cả sẽ khác. Huống hồ hiện tại cũng đã có người yêu thương cô, sẵn sàng vì cô mà hy sinh. Hắn thở dài. Xem lại cổ chấp, đến nơi đó thế hả? Hứa Mạn ngẩng đầu, nhìn thẳng đôi mắt đen kịt của hắn, nơi vốn lạnh lẽo, nay lại tràn đầy dịu dàng, ấm áp, cô nhoẻn miệng cười. Cháu muốn mượn rượu tỏ tình. Hầm rượu của nhà họ Thẩm vô cùng phong phú, muốn rượu quý có rượu quý, muốn rượu ngon có rượu ngon, chỉ là hai ông anh quản quá chặt, Hứa Mạn ngay cả cơ hội ngó vào xem thử cũng không có. Ở bên kia, Tống Khương khi nghe thấy mấy chữ mượn rượu tỏ tình, đầu óc bỗng choáng váng, cả người như rơi vào hầm băng lạnh lẽo ngột ngạt, hít thở không thông, dưỡng khí như bị ai đó tước đoạt một cách đột ngột. Sắc mặt hắn trắng bệch, cả người lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, không dám tin nhìn thẳng vào cô. Hứa Mạn hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của hắn. Giờ phút này cô đang vui chết đi được, vốn tưởng sau khi quay lại Kinh Bắc mới có cơ hội tỏ tình, không ngờ ông trời lại trao cho cô cơ hội sớm như vậy. Cô biết tâm tư hắn dành cho mình gần một tuần không liên lạc không phải vì bận bịu, mà là vì cô cần thời gian đối mặt với tình cảm của bản thân. Tống Khương đợi cô lâu như vậy, Hứa Mạn cũng không đành lòng để hắn đợi thêm nữa. Tốc chiến tốc thắng thôi. Hứa Mạn kéo hắn rời đi, đi đến một quán bar vừa náo nhiệt vừa xa hoa. Trong quán bar, Hứa Mạn phóng khoáng chọn một phòng VIP trên lầu cao, tách biệt với ồn ào bên ngoài. Nhân viên phục vụ đem rượu đến, sau đó lập tức rời đi. Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Hứa Mạn kéo Tống Khương ngồi xuống ghế sofa, dưới ánh đèn yếu ớt, đôi mắt cô sáng ngời tựa vì sao trên cao. Hứa Mạn cười tủm tỉm, tự mình rót rượu mời hắn, chậm rãi nói: chú có tâm sự sao? Uống rượu giải sầu cũng là biện pháp hay. Tâm sự cái con khỉ, hắn đây là thất tình. Hơn nữa
người con gái hắn yêu hoàn toàn không nhận ra tâm ý của hắn, thật đáng giận. Tống Khương cầm lấy ly rượu, một hơi nốc cạn, cho lòng cay xè chảy trong người, khiến cổ họng hắn đắng ngắt, ruột gan biểu tình dữ dội. Không uống sao? Uống, uống chứ. Hướng Mạn cười nói, lại tiếp tục rót cho hắn thêm một ly, chính mình cũng uống. Không biết qua bao lâu, Hướng Mạn cuối cùng cũng ngà ngà say, vài ba chai rượu rỗng nằm là lóc trên bàn. Tống Khương nhỏ mắt, hắn không nghĩ tù lượng của cô lại tốt như vậy. Có phải khi làm phục vụ quán bà, Hướng Mạn đã bị ép uống rượu quá nhiều hay không? Nâng khuôn mặt nhuốm màu đỏ rực cùng với màn say, Hướng Mạn cười ngây ngốc. Chú đẹp trai quá. Tống Khương sửng sốt, cười giờ khóc giờ với con mà mèn trước mặt. Dáng vẻ ngoan ngoãn khỉ say thật khiến hắn nổi lên hứng thú trêu chọc. Đẹp trai lắm sao? Đẹp, đẹp hơn cả diễn viên đỉnh lưu. Chợt, cái mặt này của hắn không tham gia giới giải trí, quả thật là lãng phí tài nguyên. Hướng Mạn cười hì hì, đôi mắt mê man nhìn, tay bẹo má hắn. Chú có người yêu chưa? Chắc là nhiều người theo đuổi lắm. Không có người yêu, cậu không có người theo đuổi. Cậu nhóc này không hề biết bản thân hắn từng vì quá nhiều người theo đuổi mà nổi giận, tuyên bố trước giới truyền thông bản thân ghét đàn bà, hận đàn ông, không có nhu cầu kết hôn, thẳng cho đến khi gặp cô. Nhưng mà tình yêu chưa kịp thành, tất cả đã kết thúc rồi. Tống Khương đau lòng, trái tim nhói lên từng đợt. Hắn chống cằm, mượn ánh sáng mờ ảo che đi sự buồn bã, tiếc nuối trong đôi mắt, chậm rì rì nói. Tôi thích một người, nhưng người đó không yêu tôi. Em nói xem, có phải rất được cười hay không? Không được cười, là sao người kia ngu? Hướng Mạn nắm lấy bàn tay hắn, chậm chạp thổ lộ. Người kia không yêu chú, vậy để em yêu chú, được không? Tống Khương sửng sốt, đại não như đình trệ, da đầu tê dần, hắn trợn mắt, không dám tin. Cô vừa nói gì? Ánh trăng sáng trong lòng hắn vừa thổ lộ tình cảm với hắn. Tống Khương hít sâu một hơi, kìm nén kích động. Em vừa nói gì? Lặp lại. Hướng Mạn bĩu môi, sụ mặt, nhanh chóng nhào vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cố kéo khóe môi, khẽ cười. Em nói em thích chú. Thích. Trái tim vốn đang thương tổn, dì máu của Tống Khương chốc lát đã được chữa lành, còn tim đập lệch nhịp, nhanh đến nỗi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cánh tay vì kích động mà run rẩy, hắn không dám tin, đôi mắt đen kịt dại ra lóe lên một tia chấn động, nhìn chằm chằm Hướng Mạn. Hướng Mạn nhỏ mắt, khâu chút do sự, kéo cổ áo Tống Khương rớt ngửa lên, tặng cho hắn một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. Em thích chú, thích lắm luôn. Ai không thích chú? Đều là kẻ mù. Cô tránh choáng khởi men, nói. Soạt, qua kích động, hắn dường như không thể khống chế nổi hành động. Tống Khương xét lấy vòng eo mảnh khảnh của Hướng Mạn, nâng gáy cổ lên, cúi đầu trao cho cô một nụ hôn sâu. Tách hàm răng trắng già, thuận lợi tiến vào khoang miệng, càn quét, chiếm lấy mật ngọt. Một lưỡi triển miên, của lấy nhau không rời. Hướng Mạn trong lòng sung sướng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, khiến cho nụ hôn càng trở nên nóng bỏng hơn. Cô gái hắn yêu cũng yêu hắn. Đây là niềm vui, hạnh phúc không gì sánh bằng. Tống Khương kích động hôn Hướng Mạn, thẳng đến lúc cánh môi của cô bị tra đạp đến sưng tấy. Ôm người yêu dấu trong lòng, Tống Khương thở ra một hơi đầy mãn nguyện, còn người đen kịt nổi lên những cảm xúc đen tối và mãnh liệt. Tôi muốn... Không được. Hướng Mạn nhuyễn miệng cười. Em không muốn lớn bụng trước khi cưới đâu. Tống Khương cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời tựa như vì sao giữa đêm đen của cô. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hiện tại, quan hệ mới vừa mới xác định, hắn không thể để dục vọng mãnh liệt bùng phát dọa cô chạy mất. Đặt lên trán cô một nụ hôn, hắn cất giọng khàn khàn. Được. Thời gian còn dài, tương lai hắn sẽ ăn đủ. Hướng Mạn chia tay Tống Khương trở về nhà Hồ Thầm, vừa bước vào nhà đã bắt gặp hai ông anh ôn thân của mình. Người thấy mùi rượu nồng trên người cô, Thầm Đồng Quân cau chặt đôi mày kiếm, mắng. Em uống rượu sao? Em vậy mà dám trốn anh đi uống rượu? Bị mắng, Hướng Mạn nhăn mặt, chất vấn. Anh có thể uống,
Còn em thì không thể sao? Bất công quá vậy, em ghét anh. Thẩm Đồng Quân cạn lời. Anh đây không phải là vì muốn tốt cho em sao? Thẩm Bắc Quân nhìn thấy một màn này, cố gắng kìm nén cơn giận, tự nhủ sẽ không đi vào vết xe đổ của thằng em ngu ngốc kìa. Anh chậm rãi xoa đầu Hướng Mạn, nhẹ giọng. Ai đưa em về? Gọi taxi hả? Không phải, là chú đẹp trai dễ thương đưa em về. Chú đẹp trai dễ thương ừ, là thằng nào vậy? Chắc chắn không phải Tống thiếu gia rồi. Tính từ dễ thương, dù sao cũng không phù hợp với hắn, cho nên em gái anh có đối tượng mới rồi ừ. Thẩm Bắc Quân tặc lưỡi, kêu Hướng Mạn đi nghỉ ngơi, còn bản thân lập tức đi sắp xếp trợ lý, điều tra người kia. Ngày hôm sau, anh cứ để con bé uống rượu thế à? Không tốt chút nào. Tìm thằng chó kia đánh một trận, chắc chắn là nó sẽ hư em gái chúng ta rồi. Anh à, anh có đang nghe em nói không vậy? Cầm miệng. Thẩm Bắc Quân nhúc nhúc cái đầu, giày huyệt thay giường, anh ném điện thoại sang cho Đồng Quân. Tự mình xem đi. Thẩm Đồng Quân cầm điện thoại, nhìn tin tức mới được đăng tải trên báo, này đã lên hot search, không nhận được, liền buông lời thô tục. Mẹ nó, Tống Khương công khai bạn gái. Khoan đã, bóng lưng này quen thuộc quá. Một giây sau, Đồng Quân liền sửng sốt. Đây chẳng phải em gái chúng ta sao? Tại Kinh Bắc Thành, nhà họ Tống, ông bà Tống ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Tống Khương đang như một kẻ điên trốn xa từ trại tâm thần. Từ lúc trở về từ Diên Thành, hắn vẫn luôn cười ngây ngốc, sau đó còn công khai bạn gái. Điều này khiến ông bà cảm thấy không ổn. Khương này, có phải con chịu đả kích gì không? Làm sao có chuyện Hướng Mạn động lòng nhanh thế chứ? Lệ Tuyết có lâu mới tin. Không lẽ bên Thẩm gia lại lòi ra một cái hồn ước, Hướng Mạn lại có thêm một vị hồn phù khiến hắn chịu đả kích, đi điên khùng khùng lên mạng diễu võ giường ngoài. Đả kích? Tống Khương nhíu mày, chém đinh chặt sắt nói. Không có. Thế sao đột nhiên còn lại công khai bạn gái? Đối tượng còn là... Con chỉ nói đúng sự thật. Khụ khụ. Cha Tống ho sặc sụa, trợn mắt nhìn Tống Khương. Mày đừng nói là mày tán được người ta rồi nhé. Vâng. Tống Ngụy bất ngờ. Được rồi, con hơn cha là nhà có phúc, không giống ông năm đó vì gạ gẫm Lệ Tuyết mà mất hết cả tôn nghiêm. Đang định gặng hỏi mọi chuyện thì bác quản gia chạy vào hốt hoảng thông báo. Lão già, phu nhân, thiếu già, cái đó tiểu thiếu già, cậu ấy muốn đốt nhà. Phụ huynh trong nhà á khẩu, cả bà theo chân bác quản gia chạy đến một góc của biệt thự, trông thấy Tống Khuyết Sương đang chuẩn bị châm lửa đốt sách. Tống Khương vội vã chạy đến đòi bật lửa, trợn mắt lườm Tiểu Dương. Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Đốt sách à? Sách là để nâng niu, không phải để con... Con đốt cẩm nang của gái ạ? Tống Khương nghẹn lời một lúc, cơ thể không theo điều khiển, đưa lại bật lửa cho Khuyết Dương. Lát sau, hắn lại nói. Đốt đi. Cha mẹ Tống đứng ở bên cạnh, đã nghe và đánh giá. Sau đó, dưới sự tàn nhẫn của Tiểu Dương, cuốn cẩm nang cô gái cuối cùng cũng biến thành trò. Khuyết Dương khoát tay, thu lại bật lửa, lại từ trong túi quần lấy điện thoại ra, bấm vào website mua hàng. Lệ Tuyết tò mò. Con muốn làm gì vậy? Đánh giá một sao à? Một lát sau, đánh giá của Tống Khuyết Dương đã được gửi đi. Nội dung: sách xác, không đáng tin cậy, hối hận đã đặt hàng, gửi tặng một tình tú, vĩnh biệt. Một tuần sau, tại Diên Thành, Thẩm gia, nhà họ Thẩm đêm này đặc biệt náo nhiệt, khách khứa gần xa đều đổ về đây với mục đích duy nhất muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ thiên kim thất lạc. Tống Khương đem theo Khuyết Dương tiến vào sảnh lớn, theo sau là gia đình Mạc Đình Cảnh và Thiệu Phong. Mạc Đình Cảnh tặc lưỡi để hai đứa nhỏ phiền phức nhà mình sang cho Tiểu Dương, bảo mẫu mới nhận chức, sau đó liền nắm tay bà xã đi đến ghế sofa gần đấy. Mạc Quân Thanh lắc đầu ngào ngắn, bày ra dáng vẻ ông cụ non, nói chuyện nhân sinh triết lý. Chú Tống đã nhìn rõ chưa? Hãy rút ra kinh nghiệm xương máu, đừng làm chị Mạn lớn bụng, nếu không chú sẽ hối hận đấy. Đúng vậy, mỗi ngày cha đều tìm đủ mọi cách tống cô bọn con ra khỏi nhà.
mà Quân Nghị xả vờ nức nở, ủi khuất mách lẻo, mong được một chút hơi ấm. Tống Khuyết Dương xoa đầu cậu nhóc, sau đó lên kéo hai đứa em sang bàn để đồ ăn. Ngắm mẹ thì để lát nữa vậy, phải lấp đầy cái bụng đói đã. Thẩm Tây Mạn, mày có phải đang đắc ý lắm hay không? Tất cả mọi người đều đang đợi để ngắm nhìn mày cơ mà. Hướng Mạn cảm thấy phiền một chết, cô dừng bước, dựa lưng vào tường, ánh mắt để hờ hững nhìn thẳng vào người em gái cùng cha khác mẹ của mình. Cô lại nhạt lên tiếng, nói đủ chưa? Mày thứ nhất, xét theo vai vế, tôi là chị của cô. Thứ hai, tôi không quan tâm đến tài sản nhỏ thầm, không cần cảm thấy bản thân bị uy hiếp. Cuối cùng, cô hạ giọng, đáy mắt lóe lên tia sét buốt. Nói xong rồi thì cút đi, đừng phiền tôi. Để lại người em gái trùng nửa sóng máu đang ngơ ngác, Hướng Mạn xoay người tiêu sái rời đi. Đã một tuần cô không gặp Tống Khương rồi, hiện tại cô nhiều hẳn muốn chết, hồi đầu mà để tâm đến người không quan trọng chứ. Tại sảnh lớn, bởi vì là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, Tống Khương và Mạc Đình Cảnh rất nhanh đã bị mọi người vây quanh. Thiệu Phong đứng một bên, khuôn mặt hờ hững, bày ra vẻ mặt ông đây đã quá quen với cảnh này rồi. Cũng may năm đó Phong thiếu học y, nếu không hiện tại cũng sẽ bị đám người kia bước đến mức muốn phát điên. Cha, Tống Tổng, anh thật sự có bạn gái rồi sao? Lúc biết tin tôi còn nghĩ là mắt mình có vấn đề, ha ha. Có thể lọt vào mắt xanh của Tống Thiếu, nhất định là cô gái kia rất xuất sắc. Đứng trước những lời khen, nịnh nọt, đầy giả tạo, Tống Khương vẫn vô cảm, bình tĩnh cầm lấy ly rượu được Mạc Đình Cảnh đưa cho. Cô gái của hắn tất nhiên là phải xuất sắc rồi, không chỉ xuất sắc mà còn vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, trông thấy đám người tạp nham, lòng dạ bần thiểu, bàn luận về Hướng Mạn, hắn lại không vui chút nào. Càng nghe, càng cảm thấy khó chịu, Tống Khương nhíu chặt đôi mày thầm thúy, ngẩng đầu uống cạn ly rượu trên tay, sắc mặt xa sầm. Kể từ khi xác định quan hệ với Hướng Mạn, tâm tình của hắn lên trở nên không tốt, chỉ cần là chuyện liên quan đến cô đều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Tống Khương. Ví như hiện tại, có kẻ bàn luận về Hướng Mạn, không cần biết là tốt hay xấu, hắn đều không thích. Đây có phải là hội chứng cuồng vợ không? Tống Khương liếc nhìn Mạc Đình Cảnh đang chuyên nghiệp trò chuyện với đám người trước mặt, cảm thấy bản thân nên gặp riêng người chú này để xin lời khuyên. Em gái cùng cha khác mẹ với Hướng Mạn từ đầu bước đến, nhìn thấy Tống Khương thì sửng sốt. À biết Thẩm gia quyền quý, nhưng à không ngờ Thẩm Bắc Quân đủ khả năng mời được chủ nhân tương lai của Tống gia, một gia tộc đỉnh cấp. Thẩm Thi Nhã cong khoe môi, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt. Chỉ cần bám víu được Tống Khương, vậy thì à có thể dùng lỗ mũi để nhìn người khác, cũng không cần phải lo lắng tài sản sau này của bản thân. Đến lúc đó, à sẽ cho Thẩm Tây Mạn biết mùi cay đắng. Thẩm Thi Nhã trong lòng đắc ý, nện xe cao gót, đi đến bên Tống Khương, chớp lấy thời cơ, à ta liền lảo đảo, làm bộ làm tịch, ngã vào lòng hắn. Bà năng xéo lên hồi chuông, cảnh báo mãnh liệt. Tống Khương trong lòng thầm kêu không ổn, cơ thể thuần thục né tránh, khiến Thẩm Thi Nhã được một phen muối mặt. Thẩm Thi Nhã nhịn đầu, nghiến răng nghiến lợi, giây sau à liền nức nở, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tống Khương. Hắn nổi da gà, dùng mình một cái, chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói trầm ổn đã vang lên. Nhỏ Thẩm, nổi dậy con cái kiểu gì vậy, ngay cả cách để đứng cũng không biết sao? Hay là... Mạc Đình Cảnh cười khẩy, để mắt để lãnh đạm. Thằng cháu của tôi có sức hút quá lớn, khiến cho cô đây không nhịn được mà ngã vào lòng nó. Anh... Vụt, đèn điện trong sảnh vụt tắt. Tất cả mọi người trong sảnh đều bị bao phủ bởi màn đêm tưởng như vô tận. Ai cũng dừng lại công việc đang dang dở, hướng mắt về nơi có ánh sáng duy nhất trong sảnh. Hướng Mạn được Thẩm Bắc Quân dẫn đến sảnh lớn, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dưới ánh đèn lung linh, nhan sắc của cô được để lên một tầng cao mới. Mái tóc đen nhánh xõa tùy ý, đôi mắt sáng ngời tựa như vì sao trên cao, môi hồng răng trắng, nước da trắng sáng nõn nà, động tác cử chỉ tùy hứng nhưng không mất đi sự ưu nhã.
Khoảnh khắc cô xuất hiện, mọi thứ dường như bị lu mờ, mọi người đều đến thờ chiêm ngưỡng cảnh đẹp ý vui này. Thẩm Mặc Quân lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Các vị, người đứng bên cạnh tôi là Thẩm Tây Mạn, người em gái thất lạc của tôi, cũng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Thẩm. Trời ơi, đây quả là nhan sắc thần tiên. Gen của Thẩm gia thật đáng kinh ngạc. Hà hà, là gen của đại phu nhân tốt, người con của nhị phu nhân đều có được hưởng nhan sắc này. Hướng Mạn bỏ qua tất cả lời bình luận, bước chân vững vàng tiến về phía Tống Khương. Trông thấy Thẩm Thi Nhã siết chặt bàn tay, hàm răng cắn chặt, cô cười khẩy một cái. Tiến đến, ôm lấy cánh tay Tống Khương, Hướng Mạn kéo khoe môi, nở một nụ cười rạng rỡ. Em gái, em đang chào hỏi, làm quen với chồng tương lai của chị sao? Chồng tương lai? Thẩm Thi Nhã ngần người, trợn mắt không dám tin. Trong miệng lưỡi thiên hạ, Tống Thiêu Sa của nhà họ Tống là người dịu dàng nhưng rất khó gần. Hơn nữa, hắn còn từng ở trước truyền thông vừa kiêu ngạo vừa bá đạo tuyên bố: tôi ghét đàn bà, hận đàn ông, là thành viên của chủ nghĩa độc thân. Vì sao mấy mấy năm bên cạnh người đàn ông quyền lực ấy đã xuất hiện một người phụ nữ? Thẩm Thi Nhã không dám tin, mộng tưởng trở thành hiện thực của à cứ như vậy mà hỏng bét sao? Sắc mặt Thẩm Thi Nhã kém vô cùng, à nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Chị à, làm người không thể hồ ngôn loạn ngữ được. Tống Tổng rõ ràng... Rõ ràng cái gì? Người đàn ông hiện đang là trung tâm của sự chú ý, đồn ngộ lên tiếng, giọng nói lạnh lạnh, đầy tử tính, khiến người nghe như mất hồn. Cánh môi mỏng chậm rãi dừng lên, vẽ thành một nụ cười yếu ớt. Cô cập nhật tin tức chậm vậy sao? Hả? Tống Khương lơ để ý đến Thẩm Thi Nhã, hắn quay đầu, cúi xuống, nhìn gương mặt người yêu dấu của mình. Bất ngờ, Tống Thiếu đặt lên khóe mắt Thẩm Tây Mạn một cái hôn thay cho mọi lời nói, một cái hôn nói lên hết thảy. Tống Khương và Thẩm Tây Mạn chính là mối quan hệ đó. Tất cả mọi người trong sảnh đều lóe lên suy nghĩ kìa. Cha, cha đang làm cái gì vậy? Không được ăn hiếp mẹ. Một giọng nói vừa non nớt, vừa chững chạc vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Tống Khuyết Dương hôm nay diện một bộ vest trông vừa sang trọng vừa đáng yêu, thằng bé đút tay vào túi quần, chậm rãi tiến về phía trước. Đứng trước mặt cha mẹ, khí thế của thằng bé chẳng những không bị lấn át mà còn được để lên cao. Tống Khương so mạnh đầu con trai mình, hừ lạnh. Chậc, sao con lại nghĩ xấu về cha mình như vậy hả? Mặt mẹ đỏ như sắp nhỏ ra máu rồi, cha còn chối sao? Mẹ con đây là... Câm miệng! Thẩm Tây Mạn nghiến răng kèn kẹt, tức giận, trợn mắt lườm hai người đàn ông của gia đình. Rất nhanh, Tống Khương đã nuốt hết tất cả những lời chưa nói vào bụng cùng với Tống Khuyết Dương ngậm miệng. Mạc Đình Cảnh cười rộ lên. Được rồi, thằng cháu này rất có phong thái, giống hắn ngày đó, đều là dáng vẻ bị vợ quản nghiêm. Người ta có vợ có con rồi, mà có người còn không biết xấu hổ, đi quyến rũ kìa. Chưa chắc đã là con ruột, thằng bé kia khá lớn rồi. Con nào cũng là con, đừng có phân biệt, quan trọng là vị nào đó kia kìa. Thẩm Thi Nhã sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy thù ghét, nhìn thẳng vào Thẩm Tây Mạn như muốn đâm thủng cô, à gắt gào, siết chặt bàn tay, nghiến răng kèn kẹt. Đều tại con ả đó, nếu không phải tại nó, mình đã không phải chịu những lời bàn tán bẩn thỉu này. Thẩm Thi Nhã IQ không cao, khả năng khống chế cảm xúc cũng không được tốt lắm. Giờ phút này, cơn giận dữ như xâm chiếm lý trí ả, à muốn lao lên đánh Tây Mạn cho hả dạ. Chỉ là ý nghĩ chưa thành sự thật, giọng nói đầy áp lực và sắc lạnh của Thẩm Bắc Quân đã vang lên, đè gãy suy nghĩ ngu xuẩn của ả. Còn cho đùa mất mặt sao? Ra ngoài. Anh cả. Thẩm Thi Nhã sắc mặt tái nhợt, yếu ớt lên tiếng. Bị đuổi ra khỏi đây, à cũng mất mặt hơn bao giờ hết. Thẩm Đồng Quân đứng kê bên, tặc lưỡi, vẫy tay kêu bảo vệ, kéo người ra ngoài. Với loại người không có đầu óc thì không nên nhiều lời. Đồng Quân kéo khóe mì, mỉm cười với mọi người. Thất lễ rồi, mọi người cứ tự nhiên, không cần câu nệ. Bữa tiệc kết thúc, Thẩm Tây Mạn không ở lại Thẩm gia mà cùng Tống Khương trở về thành phố Kinh Bắc. Thẩm Đồng Quân và Thẩm Bắc Quân thở dài, lắc đầu ngao ngán.
em gái đến tuổi lấy chồng giữ không nổi nữa rồi. Tại thành phố Kinh Bắc, nhà họ Tống, sáng sớm trước cổng biệt thự Tống gia đã xảy ra chuyện náo nhiệt, thu hút sự chú ý của người dân xung quanh, đông đến nỗi phải gọi bảo vệ giải tán. Thẩm Tây Mạn nhìn chăm chăm người đàn ông râu ria lùm ngồm trước mắt, đôi mắt tĩnh lặng, chất chứa hờ hững và lạnh nhạt. Người đàn ông gây ra náo loạn, ngồi ăn vạ giữa đường lớn, khóc lóc, tỏ vẻ ủy khuất, chỉ trò vào Tây Mạn mà mắng. Mọi người, mau lại đây mà xem, cái con khốn ăn trào đạp bát. Cha mẹ tôi nuôi được nó, bây giờ nó giàu có rồi, lên quê đi tình nghĩa năm xưa. Hù hù, tôi khổ quá mà. Thẩm Tây Mạn cười lạnh. Nuôi nấng sao, nuôi được mấy năm. Tuổi thơ cô có khác nào địa ngục đâu, nếu biết trước tương lai, cô tha ở lại cô nhi viện còn hơn là sống trong cảnh sợ hãi, ngày ngày phải còng lưng kiếm vài đồng bạc để nuôi sống bản thân. Cái gia đình thất đức đó không tìm đến cô gây chuyện là cô đã cảm thấy biết ơn lắm rồi. Thẩm Tề Mạn dựa lưng vào tường, bày ra bộ dạng lười biếng, còng môi xèm diễn. Người đàn ông kia nói chán nói chề mà Thẩm Tề Mạn chẳng hề biểu tình, gã tức giận thở hồng hộc, sau đó liền cắp miệng, phí nước bọt làm gì khi người ta không để ý đến chứ. Nói xong rồi à? Thanh âm lạnh lùng trong trèo vang lên. Thẩm Tây Mạn đứng thẳng người, đi đến trước mặt gã, quỳ gối xuống, cô vươn tay nâng mặt gã lên, đáy mắt hờ hững giờ đây lại nhuốm sự cảm tức và ủy khuất khi xưa. Cánh môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Chuyện năm xưa các người đối xử với tôi niệm tình sự nuôi nấng mà bỏ qua. Nếu không, cậu nghĩ với năng lực và tài nguyên của nhà họ Thẩm, cậu còn đứng ở đây được sao? Mày không đụng vào tao, nhưng cha mẹ tao đã bị tống vào tù từ lâu rồi. À, cái này trách tôi được sao? Có trách thì trách các người, kẻ ác ắt có kẻ trị thôi. Thẩm Tây Mạn hiếp mắt che đi sự kinh ngạc, cố gắng duy trì bộ dáng giết gà dọa khỉ của bản thân. Không cần biết cặp vợ chồng kia vào tù vì lý do gì, cô chỉ biết điều đó có lợi cho mình. Trong một khoảng thời gian dài của tương lai, cô sẽ không bị đèo bám nữa. Em động vào thằng đó làm gì? Tống Khương không biết đã xuất hiện sau lưng Thẩm Tây Mạn từ lúc nào. Hắn cau chặt đôi mày, nhăn mặt nói, bộ dạng khó ở như bị táo bón. Cô giật mình, lập tức đứng phát dậy, cười hi hi với hắn. Tống Thiếu hử lạnh, hiển nhiên đã nổi giận rồi. Hắn đi đến, chắn trước người Thẩm Tây Mạn, đem cô bảo vệ ở phía sau mình. Con người sâu kín, rét buốt, nhìn người đàn ông kia như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Nói xong rồi thì biến, đừng thách thức sự nhẫn nại của tao. Mày bảo vệ con nhỏ đó, mày có biết nó là loại đàn bà ti tiện thế nào không? Nó chỉ muốn tiền của mày, mày... Hự. Gã chưa kịp nói xong, cơn đau buốt từ đầu gối đã truyền đến, khiến gã rền là, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Cơn nóng giận, cắn nuốt lý trí, Tống Khương nghiến răng kèn kẹt, hắn quỳ xuống, vươn tay bóp chặt lấy bàn mặt xấu xí của gã. Giọng nói trở nên sát lạnh, u ám lại quỷ dị. Là tao tống chúng vào tù đấy. Mày có muốn vào đó đoàn tụ với cha mẹ mày không? Để tao xem. Tôi phỉ báng và đánh bạc nhỉ? Không chỉ gã bị Tống Khương làm cho khiếp sợ, Thẩm Tây Mạn cũng đã ngẩn người, ngơ ngác với đống thông tin mình vừa nghe thấy. Hắn vừa nói gì? Là hắn tống cha mẹ nuôi cô vào tù? Hắn thậm chí có biết rõ người em trai không chung huyết thống với cô, nghiện cờ bạc. Dáng vẻ này của hắn thật là ngầu lòi. Thẩm Tây Mạn trong lòng âm thầm tung hô Tống Khương, thì ra ai người yêu của cô cũng có một mặt đầy bá đạo thế này. Có lẽ vì đã đối mặt với sự dịu dàng của hắn quá nhiều, nên cô nhất thời quên mất hắn là tổng tài của một tập đoàn đa quốc gia. Tống Khương xóa cho người ta sợ chất khiếp thì mới hài lòng đứng dậy phủi tay. Rất nhanh đã có bảo vệ chạy đến lôi người ra ngoài. Thủ lại dáng vẻ đầy sát khí, hắn mỉm cười hòa nhã với cô. Vào nhà thôi em. Ôi mẹ ơi, sao trước kia cô không phát hiện ra giọng nói của hắn lại có sức hút như vậy nhỉ? Lỗ tai của cô muốn mang thai rồi. Thẩm Tây Mạn đỏ mặt gật đầu cùng Tống Khương đi vào nhà. Sau vụ náo loạn đó, Thẩm Tây Mạn liền ngỏ ý muốn đến thăm cha mẹ nuôi một lần. Tống Khương nghĩ cô mềm lòng
thì tức giận vỗ vỗ chỗ ghế sofa trống bên cạnh. Hắn nhíu mày cào giọng: "Ngồi xuống đây để anh nói cho em hiểu." "Anh nghĩ đi đâu vậy? Em chỉ muốn đến nhìn bọn họ lần cuối thôi." "Nhìn làm gì, bẩn mắt." Ai đó cố chấp nói. Tây Mạn che miệng cười, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tống Khương, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Cô rũ mì, dịu ngoan lên tiếng: "Anh, em không có mềm lòng gì hết. Bọn họ nói không có tình nghĩa với em là nói sai sự thật. Dù bọn họ đối xử với em tệ bạc, nhưng cũng không thể phủ nhận có một khoảng thời gian bọn họ thật lòng yêu thương em, trao cho em ấm áp." Dừng một chút, xem sắc mặt của Tống Khương, cố hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Em muốn đi, đi cho lòng nhẹ nhõm, trở về mình cưới nhau được không?" Tống Khương giật mình hoảng hốt: "Cưới nhau, kết hôn?" Mặc dù hắn cũng muốn lắm, nhưng hình như tiến độ này hơi nhanh với cô, người chỉ mới nhận ra tình cảm của mình cách đây không lâu mà thôi. Thấy cô gấp gáp lại còn trẻ như vậy, hắn không nỡ khiến cô mất cả thanh xuân để chăm lo cho gia đình. "Mạn, em còn nhỏ, còn cả một chặng đường dài phải đi. Em còn phải trở lại trường học, tiếp tục đi học, học cho giỏi nữa. Không phải anh không muốn lấy em, anh chỉ không muốn em hy sinh nhiều đến vậy." "Em nghĩ cả rồi, lấy nhau xong đi học cũng được." "Nhưng em vừa mới yêu anh chút gì?" Thẩm Thế Mạn cười rộ lên: "Anh à, anh vì sao lại yêu em vậy?" "Tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu." "Em cũng vậy, em cũng là vừa gặp đã yêu, nhất kiến trung tình." Thẩm Tây Mạn cười đầy ngọt ngào, đôi mắt xinh đẹp cong cong nhìn Tống Khương như muốn cầu mất hồn phách hắn. "Cho nên anh đừng từ chối em có được không?" "Được." Tống Khương hít sâu một hơi, ôm cô vào lòng, cơ thể vì kích động mà không ngừng run rẩy. "Anh cũng gấp muốn chết rồi." Tống Khuyết Dương đi học về mới nhìn thấy tin nhắn Thẩm Tây Mạn, phát hiện ra cha mẹ mình đã đến đồn cảnh sát thăm tù, lại nhìn tin nhắn Tống Khương gửi, khóe miệng cậu bé khẽ cong lên. Lệ Tuyên thấy cháu trai nhìn điện thoại, cười trộm, lười lấy làm lạ, hỏi: "Sao đấy, bạn gái cháu nhắn tin hả?" "Ba, không phải." Tống Khuyết Dương sửng sốt, kích động hét lên: "Cha bảo con mau cùng mọi người lên kế hoạch chuẩn bị hồ lễ, mẹ muốn lên xe hoa rồi." Thời gian gần đây, nhà họ Tống bận bịu không kể xiết, từ người làm đến chủ gia tộc, ai cũng hận không thể chia năm xe bay từng giây để có thể thêm thời gian làm việc. Tống Khương bận đến mức cả tuần Thẩm Tây Mạn không thấy hắn. Nghe cha Tống nói mới biết hắn đang tăng ca, cố gắng giải quyết các hạng mục trong tháng tới để kịp tổ chức hồ lễ và hưởng tuần trăng mật. Cha Tống không đành lòng nhìn con trai lao lực nên cũng chạy đến tập đoàn phụ giúp dù tuổi đã cao. Cho nên việc thiết kế tổ chức hôn lễ ra sao, địa điểm ở đâu đều do mẹ Tống, cô và Tiểu Sương lựa chọn. Tống Khương dù bận bịu đến đâu cũng dành thời gian đưa cô đi chọn váy cưới, xong lại cảm thấy không hài lòng nên quyết định để nhà thiết kế hàng đầu nhận vụ làm ăn này. Gần đến ngày cưới, tin tức về hôn lễ đã xuất hiện trên mọi trang tin tức và truyền hình, trở thành tin tức hot nhất hiện nay. Hôn lễ thế kỷ được tổ chức tại hòn đảo tư nhân của nhà họ Tống, một nơi gần như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Các tòa soạn, nhà báo lớn muốn đến quay chụp, phỏng vấn đều phải có được sự cho phép của Tống Khương. Thời gian ngày càng ít dần, gia nhân trong nhà chính Tống gia hận bản thân không có ba đầu sáu tay để xoay sở mọi việc. "Tiểu thiếu gia, cái này phải làm sao?" "Mang nó lên trực thăng." Tống Khuê Dương nhanh chóng hạ chỉ thị, sau đó lại cầm điện thoại quay số. Trợ lý ở đầu dây bên kia nhận điện thoại: "Tiểu thiếu gia, có nhân tàu đã chuẩn bị xong chưa? Đã dọn dẹp đến biệt thự chưa? Cả thư mời nữa, làm xong hết chưa?" Tiểu Dương rối rả rối rít hỏi thăm tình hình bên phía hòn đảo tư nhân. Từ xa nhìn lại trông chẳng khác nào một tiểu bá tổng. Trợ lý đem tình hình báo cáo một lượt, Khuê Dương gật đầu hài lòng, yêu cầu mọi người bên đó tiếp tục làm việc tỉ mỉ, nghiêm túc và cẩn thận rồi mới cúp máy. Tống Khuê Dương tránh xa nhà chính đầy náo nhiệt, đi đến vườn hoa phía sau nhà chính, bước chân dần thả chậm cho đến khi cậu bé dừng lại. Đôi mắt hài hòa chấp chứa ánh sáng rực rỡ, giờ phút này lại lạnh lẽo, u ám, một ánh mắt không nên xuất hiện ở độ tuổi thơ bé này.
Tiểu Dương cong khóe môi hờ lạnh. Cút ra đây. Một người đàn ông nhanh chóng xuất hiện, đứng cách xa Tiểu Dương 1 mét. Ông ta cúi đầu cùng kính gọi. Thiếu gia. Tôi không phải thiếu gia của ông. Thiếu gia, xin cậu đừng giận dỗi ông chủ nữa. Ông chủ thật sự rất nhớ cậu. Tống Khuyết Dương lùi lại một bước, cong môi cười lạnh, đầy mắt toát lên sự khinh thường. Trừ phi ông ta đến chúc mộ mẹ tôi, dập đầu sám hối, nếu không tôi nhất quyết không trở về. Thời gian dần trôi qua, thoát cái chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày tổ chức lễ kết hôn. Thiệp mời đã được chuyển đến tận tay khách mời từ 2 hôm trước. Hiện tại máy bay tư nhân cử hành đến hòn đảo tư nhân phải nói là nhiều vô cùng. Nhà họ Tống và Tống Khương lên máy bay, nhanh chóng đến địa điểm tổ chức lễ cưới. Thẩm Tây Mạn cùng với Thẩm Gia ở Diên Thành cũng không chịu thua kém. Gia đình Mạc Đình Cảnh cũng nhận được thiệp mời đang trên chuyến bay, còn Thiệu Phong bận việc nên chỉ có thể gửi hoa, quà mừng và lời chúc hạnh phúc. Không còn bao lâu thời gian nữa, rất nhanh thôi, Tống Khương và Thẩm Tây Mạn sẽ chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, tiếng sóng biển rì rào, làn gió mang theo vị mặn mà của biển khơi. Cánh chim hải âu lượn quanh trên biển, giữa lòng biển khơi, dưới ánh nắng êm dịu và làn gió thoảng, khung cảnh khu lễ tựa như một chốn tiền cảnh. Cỏ nhân tạo xanh mơn mờn, vô số loài hoa thế nhau đùa sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt. Khách mời đến tham dự ai cũng nhiệt tình, nói đùa vui vẻ, dùng những câu từ mỹ miều để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ và gia đình hai bên trai gái. Tống Khương đứng trên lễ đường, hắn diện một thân vest trắng, quần áo được cắt may tỉ mỉ, bao trọn lấy cơ thể, tỷ lệ hoàn mỹ, làm nổi bật đôi chân dài hữu lực, vòng eo khiến bao cô gái ảo ước. Mái tóc đen được vuốt một lớp kèo sáng bóng, một vài lọn tóc rũ xuống trước trán, tăng thêm khí chất anh tuấn và quyến rũ. Đưa mắt nhìn về phía trước, Tống Khương bất giác kéo khóe môi, mỉm cười đầy sung sướng. Thẩm Tây Mạn trong bộ váy trắng tinh xảo, được đính đá quý, sang trọng, thanh lịch mà không làm mất lòng người khác. Mái tóc dài được tạo hình tỉ mỉ, dáng vẻ chẳng khác nào tiền nữ, lạc giữa nơi trần gian thế tục. Thẩm Bắc Quân nắm lấy tay Thẩm Tây Mạn cùng cô bước lên lễ đường. Đặt tay cô lên tay Tống Khương, anh nói. Tôi giao con bé cho cậu, không được để nó chịu ủy khuất, nếu không cậu chết chắc. Được, anh yên tâm. Tống Khương mỉm cười cùng Thẩm Tây Mạn hoàn thành nốt thủ tục còn lại, cả hai tuyên thệ trước trả sứ và khách mời, trao cho nhau chiếc nhẫn độc quyền. Thẩm Tây Mạn mỉm cười. Nhẫn cũng trao rồi, anh có muốn hôn em không? Tống Khương cười rộ lên, mắt phượng cong cong cầu nhân, trêu chọc lòng người. Cho phép anh. Dứt lời, Tống Khương liền cúi đầu, một tay đỡ gáy cô, một tay giữ lấy eo cô, cánh môi lạnh lạnh, nhanh chóng áp lên đôi môi đỏ mọng. Thẩm Tây Mạn vươn tay, cầu lấy cổ anh, hàm răng hé mở, thuận tiện cho anh làm bậy. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt trước mặt khách mời, đôi nhẫn lóe lên tia sáng, chứng minh cho tình yêu của họ. Bó hoa cưới được tung lên trời, sau đó bị lực hút trái đất tác dụng mà rơi xuống, vẽ thành một đường cong đẹp mắt. Những cô gái trêu chồng hay những chàng trai có độc thân đều nhao nhao tranh hòa, ngay cả người đàn ông đã có gia đình như cha Tống và Mạc Đình Cảnh cũng nhập cuộc. Màn tranh đoạt diễn ra vô cùng khốc liệt, đến nỗi bó hoa trở nên thê thảm rồi rơi xuống đất. Chiến trường trên không chuyển thành chiến trường trên mặt đất, ai cũng muốn chiến thắng, không ai muốn nhường ai. Của tôi, hoa là của tôi. Các người tránh ra, để cho tôi tí vía này đi. Tôi phải lấy bó hoa này để có hôn bạn gái. Hai người nào đó đã có gia đình, làm ơn tránh ra dùng đi. Mạc Đình Cảnh lên cất lời. Phân biệt đối xử không có hiệu lực, vợ tôi cũng muốn. Cha Tống cũng nói. Tránh ra, kính xả đi mấy đứa này. Nhìn một màn hỗn loạn trước mặt, Tống Khương và Thẩm Tây Mạn không nhịn được mà cùng nhau cười rộ lên. Dưới cái nắng êm dịu và không khí nhuốm vị mặn của biển, cả hai nở nụ cười đầy hạnh phúc. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, 10 ngón tay đan xen không thể tách rời. Thẩm Đồng Quân cầm lấy máy ảnh, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý, cười nói. Nào mọi người, chụp ảnh nào, mau xếp hàng,
đến trễ sẽ mất vị trí đẹp. Tách, tiếng máy ảnh vang lên, khung cảnh đẹp như mơ được ghi lại. Thế giới bao la rộng lớn, được sinh ra và lớn lên là một loại may mắn. Tìm thấy một nửa của cuộc đời mình trong biển người bất tận lại càng may mắn hơn. Thẩm Tây Mạn, quá khứ đã trải qua, anh không có biện pháp giúp em thay đổi những đau khổ, dằn vặt, tủi hờn em đã nếm trải, anh cũng không có cách nào thay em chịu đựng. Nhưng xin em hãy yên tâm, hãy tin ở anh, ở hiện tại và tương lai. Em sẽ không phải khóc nữa, không ai có thể khiến người anh yêu phải rơi lệ. Anh sẽ trở thành tường thành vững chắc nhất, che chở cho em khỏi phong ba bão táp của cuộc đời. Anh sẽ trở thành ngôi nhà ấm áp nhất, an toàn nhất để em an tâm tĩnh dưỡng. Anh sẽ làm tất cả mọi việc vì em. Anh chỉ khát cầu một điều, và điều anh muốn đã thành hiện thực. Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Thân ái, yêu em nhiều hơn hết thảy. Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh, cũng như nhấn màn hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!